Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 266, Mục Thiên Thảo. 2 tháng tôi luyện để 4 người đối rừng rậm có đầy đủ hiểu rõ. Kim đan kỳ trở lên yêu thú phổ biến có rất mạnh lòng tự trọng, chỉ cần không phải đụng tới thượng cổ man tộc huyết mạch dạng này, gây nên yêu thú công phẫn tình huống, không tụ tập thể hành động. Quả thật có chút kỳ quái, theo lý thuyết huyết mạch của ta sẽ đối với yêu thú đưa đến áp chế tác dụng, nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng không có loại cảm giác này. Man cốt nhớ tới vừa rồi tại lúc chiến đấu gặp phải dị dạng. Thượng cổ man tộc huyết mạch cùng yêu thú đối chiến mọi việc đều thuận lợi. Thành công thức tỉnh huyết mạch đến nay, man cốt còn không có gặp được loại này tình huống. Lục Dương nhíu mày, suy tư nguyên do trong đó. À đây là cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng kêu chói tai đánh gãy Lục Dương suy nghĩ. Tống Vô Quả, ngươi quỷ gào gì? Tống Hoa quát lớn đồng bạn, tất cả mọi người đang muốn hỏi đề, ngươi một tiếng này đem tất cả suy nghĩ đều hô loạn. Ngươi, các ngươi nhìn a. Tống Vô Quả ngồi dưới đất, run rẩy chỉ vào bị hắn mở ngực mổ bụng yêu thú. Hắn vốn là nghĩ giải phẫu ra yêu thú nội đan, báo đáp Lục Dương 4 người ân cứu mạng, lại bị nội đan dị dạng dọa một cái. Lục Dương trực tiếp đi tới, chỉ gặp đầu kia cô lang mở ngực mổ bụng, đan điền vị trí có một viên nội đan, có chút ảm đạm, khô hoàng sắc phiến lá bao vây lấy nội đan, phiến lá mảnh mà dày đặc, lẫn nhau ở giữa còn có màu trắng vật dạng tia liên kết, dính dính cháo. Lục Dương dùng linh lực bao trùm cánh tay phải, xuất ra cái này mai quái dị nội đan. Nội đan cũng không dị dạng, nói cách khác vấn đề xuất hiện tại trên phiến lá. Đi giải phẫu cái khác yêu thú. Đám người nhao nhao khởi hành giải phẫu yêu thú, rất nhanh kết quả là, ra 5 cái yêu thú nội đan đều bị loại này khô hoàng sắc phiến lá bao khỏa. Lục Dương nghĩ lượt sở học tri thức, đều không có cùng phiến lá đối ứng trên, các ngươi ai nhận biết cái này một đoàn phiến lá. Dù là kiến thức rộng rãi mạnh cảnh chu đều lắc đầu liên tục. Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt cũng là lắc đầu biểu thị không biết. Tống gia người thì càng không cần nói, kiến thức còn không bằng Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt, bọn hắn trình độ giới hạn tại phân biệt thường gặp linh thực. 2 cái bảo tiêu lâu dài sinh hoạt tại trấn Yêu Quan, cũng chưa từng thấy qua loại này phiến lá. Luôn cảm giác ở đâu trên quyển sách gặp qua cái này. Có phải hay không Mục Thiên Thảo à? Tống Vô Quả nhỏ giọng thầm thì. Mục Thiên Thảo. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tống Vô Quả. Tống Vô Quả bỗng cảm giác áp lực to lớn, hắn gan nhỏ sợ phiền phức, từ nhỏ thích xem sách, không ưa thích cùng người giao lưu. Nhiều người như vậy nhìn về phía hắn vẫn là lần đầu. Vô Quả, ngươi biết phiến lá nơi phát ra. Liền, chính là cảm thấy nhìn quen mắt, ta cũng không xác định, ta trong tàng kinh các gặp qua một bản đại ngu thời kỳ cổ tịch, là một vị luyện đan đại sư bản chép tay, phía trên nâng lên một loại linh thảo, gọi Mục Thiên Thảo, trên sách vẽ cùng cái này rất giống. Trên sách nói, Mục Thiên Thảo tại ban đầu dáng dấp cùng cỏ dại, có cực mạnh ngụy trang tính, phụ cận thực vật dáng dấp ra sao, nó liền dáng dấp ra sao. Chờ đến nó sắp thành năm, nó liền sẽ thôn phệ yêu thú, lấy yêu thú là chất dinh dưỡng, xúc tiến chính mình thành thục. Đồng thời, nó còn có thể đem chính mình một bộ phận ký sinh tại yêu thú thể nội, khống chế yêu thú nhất cử nhất động, để yêu thú ra ngoài cho nó kiếm ăn. Mục Thiên Thảo mục, chính là nguồn gốc từ nó ký sinh đặc tính, ý là chăn thả. Các ngươi biết rõ xua đuổi thi thể pháp thuật đi, truyền thuyết khai sáng xua đuổi thi thể pháp thuật tu sĩ, chính là từ Mục Thiên Thảo ký sinh phương thức đạt được linh cảm. Tốt yêu tà cỏ. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, cái này Mục Thiên Thảo lộ ra một cỗ tà tính. Tiên tử. Người nghe nói qua Mục Thiên Thảo sao? Lục Dương vụng trộm hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Có vài chỗ sai lầm nhỏ lầm, nói tóm lại không sai biệt lắm. Bất Hủ Tiên Tử xem như khẳng định Mục Thiên Thảo tồn tại. Tống Vô Quả khó được đạt được một lần coi trọng, càng nói càng kích động. Tống Hoa đại ca, cái này Mục Thiên Thảo thế nhưng là thưa thớt đến liền hợp thể kỳ đại năng, cũng chưa thấy qua trình độ, đối hợp thể kỳ đại năng tu luyện đều có ích lợi. Chúng ta nếu là hái được Mục Thiên Thảo trở lại gia tộc, hiến cho Thái Gia Gia, chúng ta ngày sau tại Tống Gia địa vị liền vững chắc a. Nếu là lại vận hành một phen, tộc trưởng chi vị cũng chưa hẳn không thế nhưng là ngài a. Cái này đồ vật thật có như thế hiếm lạ. Thật, ta nhìn quyển kia cổ tịch là một vị hợp thể kỳ luyện đan đại sư, hắn cả đời cũng mới chỉ thấy 2 gốc Mục Thiên Thảo, cổ tịch trên còn ghi chép, dùng Mục Thiên Thảo luyện chế thành Mục Thiên Đan, có thể tăng lên hợp thể kỳ một cái tiểu cảnh giới. Tống Hoa nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên là đồ tốt, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chúng ta kém chút liền bị Mục Thiên Thảo đi săn, lấy chúng ta bản sự, nào có còn sống hái được Mục Thiên Thảo bản sự. Còn không bằng trở về cáo tri thúc bá, mời bọn hắn xuất thủ.
nếu để cho thúc bá xuất thủ, cái này công lao muốn như thế nào tính toán? Tống Hoa đại ca yên tâm, chúng ta thật là có khả năng hái được Mục Thiên Thảo. Nói thế nào? Mục Thiên Thảo có thể thúc đẩy yêu thú nhiều nhất 10 cái này 5 cái đều là kim đan kỳ, nói rõ nó nhiều nhất liền có thể thúc đẩy kim đan kỳ yêu thú, nói cách khác nó thủ hạ chỉ còn lại 5 cái kim đan kỳ yêu thú, chỉ cần có Mạnh thiếu gia tương trợ, cái này 5 cái kim đan kỳ yêu thú không đủ gây sợ. Tống Hoa một suy nghĩ, là chuyện như vậy. Mạnh gia cùng vấn đạo tông tu sĩ đều có một cái đặc điểm, đó chính là sẽ không dùng đan dược trực tiếp tăng lên cảnh giới. Cho nên vô luận là Mạnh gia hay là vấn đạo tông, cũng sẽ không cùng chính mình đoạt Mục Thiên Thảo. Sự tình chính là như vậy, ta được đến Mục Thiên Thảo về sau, chắc chắn báo cáo gia tộc, lấy trọng lễ cáo tạ 4 vị. Tống gia trọng cam kết, sẽ không thất tín. Tống Hoa không có che lấp, thoải mái đem ý tưởng chân thật nói ra. Nếu là hiện tại che lấp, ngày sau bị Mạnh Cảnh Chu phát hiện, ngược lại sẽ phá hư Mạnh gia cùng Tống gia quan hệ, được không bù mất. Mạnh Cảnh Chu đại biểu đám người đáp ứng, bọn hắn nguyên bản liền định trừ bỏ Mục Thiên Thảo uy hiếp quá lớn, nếu là tùy ý nó đi săn thu hoạch được chất dinh dưỡng, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Chúng ta là tại cái phương hướng này bị yêu thú công kích, Mục Thiên Thảo rất có thể ngay tại bên này. Tống Vô Quả hồi ức trốn chạy trốn tuyến, hắn tỉnh táo nhất, chạy trốn thời điểm còn nhớ rõ lộ tuyến. Xuất phát. Đám người chỉnh đốn kết thúc, tiến về rừng rậm chỗ sâu. Người đạo bóng người tại rừng rậm bên trong xuyên thẳng qua, thay phiên mở ra thần thức, tìm kiếm Mục Thiên Thảo manh mối. Cổ tịch đã nói Mục Thiên Thảo ưa thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh, còn xin chư vị tìm kiếm thời điểm có chỗ trọng điểm. Tống Vô Quả lớn tiếng nhắc nhở. Biết rõ. Tìm được, ngay tại kia phiến trong vùng đầm lầy ương. Tống Hoa hô lớn, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Đừng buông lỏng cảnh giác. Nói không chừng Mục Thiên Thảo điều khiển yêu thú tại phụ cận. Lục Dương dùng thần thức nhắc nhở đám người. Lục Dương vừa nói xong, đám người liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ. Giống năm đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú xuất hiện tại chúng đầu người đỉnh. Dựa theo trước đó kế hoạch, 22 một tổ, ta vấn đạo tông chủ chiến, Tống ra người lực trận, hai cái bảo tiêu liên thủ đối phó một đầu. Rõ. Nhưng đám người trong nháy mắt làm ra phản ứng, Lục Dương tìm tới một đầu yêu thú, Tống Vô Quả cho Lục Dương lực trận, Tống Hoa cho Mạnh Cảnh Chu lực trận. Tranh thanh phong kiếm xuất khiếu, một đạo ngân quang xẹt qua, tựa như bầu trời đêm ngân nguyệt, sáng tỏ mà không thể xâm phạm. Kiếm quang hóa thành lăng lệ sát cơ, đối đầu một đầu yêu thú. Đào Yêu Diệp dùng ánh mắt còn lại quan sát trong vùng đầm lầy ở giữa Mục Thiên Thảo, không hiểu cảm giác bất an ở trong lòng bồi hồi. Nàng luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng lại nói không được không đúng chỗ nào. Chương 267, nói chuyện chính thật một giả đều là ta chơi còn lại đồ vật. Mục Thiên Thảo khống chế mặt khác năm đầu yêu thú đều rất bất phàm, tuy nói không đạt được cửu anh loại trình độ này, nhưng ở kim đan hậu kỳ yêu thú bên trong cũng coi là người nổi bật. Cho dù là cùng cấp bậc tu sĩ, đối mặt cái này năm đầu yêu thú đều rất cảm thấy khó giải quyết. Đáng tiếc là, cái này năm đầu yêu thú đối thủ là vấn đạo tông đệ tử, ưu tú nhất trúc cơ kỳ. Đặt ở trước kia, Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt đối phó kim đan hậu kỳ yêu thú còn rất phí sức, nhưng hai người trải qua không ngừng lịch luyện, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Dùng Lục Dương nói, gọi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt còn như vậy, trước một bước Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì càng không cần nói, bọn hắn sớm đã không thể dùng trúc cơ kỳ để cân nhắc. Cái này năm đầu kim đan hậu kỳ yêu thú không tạo thành uy hiếp, Lục Dương đối thủ là một đầu bốn tay hắc tinh tinh, liền con ngươi đều là màu đen, theo một tiếng kiếm minh vang lên, bốn tay hắc tinh tinh gãy mất một tay, nó bị chọc giận, lên tiếng kêu to. Giống, kêu la cái gì, La Hán Quyền. Lục Dương một tay đánh ra La Hán Quyền, uy lực tuy có kém, nhưng rơi phát hiệu quả không mảy may giảm. Hắc Tinh Tinh cảm thấy đỉnh đầu phát lạnh, nó dùng tay sờ một cái, phát hiện đỉnh đầu trụi lủi, không có cái gì. Cái này nhân tộc đã làm gì? Tốt một cái hói đầu Hắc Tinh Tinh, là chưa từng thấy qua yêu thú. Lục Dương như lâm đại địch, tu sĩ sợ nhất không biết, đầu này không có bị thế nhân ghi chép lại Hắc Tinh Tinh, tất nhiên chiến lực kinh khủng đến cực điểm. Cái gì? Lại là thượng cổ trong truyền thuyết hói đầu Hắc Tinh Tinh. Cũng tại chiến đấu Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lục Dương đối thủ, sắc mặt đại biến. Truyền thuyết hói đầu Hắc Tinh Tinh, cảnh giới có thể căn cứ đỉnh đầu lông tóc số lượng tiến hành cân nhắc, có một cây lông tóc là luyện khí kỳ, lại gọi một lông cảnh giới, hai cây lông tóc là trúc cơ kỳ, lại gọi hai lông cảnh giới, ba cây lông tóc là kim đan kỳ, lại gọi tam mao cảnh giới. Đầu này Hắc Tinh Tinh là cảnh giới gì? Lục Dương sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, vắt chảy ra nước cảnh giới. Tống Hoa, hai vị, chúng ta chiến đấu thời điểm có thể đừng đóng kịch sao, ta rất dễ dàng phân thần. À không có ý tứ, thói quen mà thôi. Tống Hoa. Cũng may mắn Mạnh gia cùng vấn đạo tông người một cái so một cái có thể đánh, vượt cấp chiến đấu cũng dám phân tâm nói đùa.
đổi làm khác người sớm lạnh thấu. Lục đạo hữu cứu ta. Lực trận Tống Vô Quả bị yêu thú để mắt tới, yêu thú một cái đuôi quét ở trên người hắn, nửa bên xương sườn đều đoạn mất. Yêu thú tự biết không phải là đối thủ của Lục Dương, gào thét một tiếng, thừa thắng truy kích, tiếp tục công kích Tống Vô Quả. Chịu đựng. Lục Dương dùng sức đạp một cái, vèo một tiếng phóng tới yêu thú, ngăn tại Tống Vô Quả trước mặt. Thanh phong kiếm nằm ngang ở trước ngực mặc cho yêu thú dùng lực, cũng không thể hướng phía trước di động nửa phần. Đang lúc Lục Dương thu liễm lại chơi đùa chi tâm, muốn một chiêu đoạn mất yêu thú lúc. Phốc phốc sắc bén dao găm đâm rách Lục Dương lồng ngực. Lục Dương chậm rãi quay đầu, không thể tin nhìn về phía Tống Vô Quả. Vì cái gì? Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này, trợn mắt muốn nứt, con mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu. Lục Dương. Hắn muốn xông đi lên trợ giúp Lục Dương, nhưng yêu thú giống như là nổi điên một dạng công kích, Mạnh Cảnh Chu căn bản không dứt ra được. Tống Vô Quả ngươi đáng chết. Những người khác cũng là, bị yêu thú ngăn lại. Tống Vô Quả thay đổi trước đó gan nhỏ sợ phiền phức biểu lộ, lung lay đầu, dao găm ngâm độc, nguyên anh kỳ tới đều phải chết. Tại ngươi trước khi chết trước đó nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi là chất dinh dưỡng. Ngươi là những người này mạnh nhất, khống chế ngươi, những người khác không tạo thành uy hiếp. Tống Vô Quả lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt giống, chụp về phía Lục Dương đan điền. Đây là mục thiên thảo chi chủng, thả lỏng, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành chủ thượng người hầu. Không đúng, mục thiên thảo chi chủng làm sao không cách nào tiến vào thân thể của ngươi. Tống Vô Quả biến sắc, ý thức được không ổn, bứt ra muốn chạy trốn, chỉ thấy Lục Dương khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị đến làm, cho người dùng mình tiếu dung. Một cái tiểu Lục Dương từ Lục Dương trong ngực leo ra. Tiểu Lục Dương đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền tăng cùng nguyên bản đồng dạng lớn, hắn tiếp nhận thanh phong kiếm, một kiếm chém giết còn chuẩn bị công kích yêu thú. Cùng kỳ đồng lúc, chúng độc Lục Dương hướng về sau khẽ đảo, cùng đại địa hòa làm một thể. Phân thân. Tống Vô Quả trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nửa tháng này đến nay, Lục Dương đều là thu nhỏ núp ở trong ngực, khống chế phân thân chiến đấu, rèn luyện thần thức cùng đề cao sử dụng phân thân độ thuần thục. Chờ ngươi nửa ngày, ngươi rốt cục chịu động thủ. Lục Dương cười nói. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Tống Vô Quả giật mình, bọn hắn chỉ bất quá tiếp xúc một lát, hắn tự hỏi làm hoàn mỹ, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, làm sao lại bị phát hiện? Tống Vô Quả, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Hoa thấy cảnh này, so Tống Vô Quả còn muốn giật mình, ngươi bị ký sinh, cái gì thời điểm? Gặp Lục Dương không ngại, đám người nới lỏng một hơi, nhất cổ tác khí, giải quyết bốn con khác yêu thú. Đám người bao bọc vây quanh Tống Vô Quả, tràn ngập lửa giận. Lục Dương cười lạnh một tiếng, không ngại để Tống Vô Quả biết rõ hành vi của hắn có bao nhiêu ngây thơ. Ngươi tại giới thiệu Mục Thiên Thảo lúc nói Mục Thiên Thảo khống chế yêu thú, lấy yêu thú là chất dinh dưỡng, chúng ta gặp phải yêu thú đều là bị Mục Thiên Thảo khống chế. Như vậy vấn đề tới, Mục Thiên Thảo lấy yêu thú là chất dinh dưỡng, tại sao muốn để yêu thú giết người? Đáp án rất đơn giản, bởi vì người cũng là Mục Thiên Thảo chất dinh dưỡng. Đã người là Mục Thiên Thảo chất dinh dưỡng, kia Mục Thiên Thảo có khả năng hay không khống chế nhân tộc? Đáp án là khẳng định. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không có giới thiệu rõ ràng? Là hợp thể kỳ luyện đan đại sư đầu óc không dùng được, viết sách không có viết toàn. Vẫn là nói ngươi lo lắng chúng ta nghĩ tới phương diện này, tận lực không đi giới thiệu. Lục Dương một cước đạp lăn Tống Vô Quả, chín thật một giả, đây đều là ta chơi còn lại đồ vật, ở trước mặt ta chơi những này, quá coi thường ta đi. Một mực không có vạch trần ngươi, là muốn cho ngươi mang chúng ta tìm Mục Thiên Thảo. Rừng rậm chỗ sâu rất lớn, không có người dẫn đầu, rất khó tìm đến Mục Thiên Thảo. Tống Vô Quả muốn lừa gạt Lục Dương bọn người đi qua, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hợp lại mà tính, không bằng tương kế tự kế. Trải qua Lục Dương kiểu nói này, Đào Yêu Diệp mới minh bạch không hài hòa cảm giác ở nơi nào. Mạnh Cảnh Chu đối với cái này ngược lại là không có ngoài ý muốn, vừa rồi kêu hai cuống họng đều là diễn kịch. Tống Vô Quả đã bị Mục Thiên Thảo ký sinh khống chế, mấy người các ngươi hiểm nghi cũng tránh không được, còn xin phối hợp một cái, quay về trấn yêu quan tiếp nhận kiểm tra. Lục Dương lạnh lùng nói ra. Tống gia gia phản đồ, Tống Hoa bọn người tự biết đối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về tiếp nhận kiểm tra, lấy chứng trong sạch. A. Tống Vô Quả gượng cười vài tiếng, thanh âm không giống nhân tộc, bị các ngươi phát hiện lại như thế nào, đến nơi này còn muốn ly khai. Đang khi nói chuyện, đầm lầy không ngừng phun ra bong bóng, giống như là một nồi đốt lên nước, từng đạo vũng bùn thân ảnh từ đầm lầy phía dưới hiển hiện, có yêu tộc, cũng có nhân tộc, từ tán phát khí tức nhìn, đều là kim đan kỳ, nói ít có 50-60 cái. Lục Dương chợt nhớ tới thương hội người phục vụ lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn lúc, nhắc nhở bọn hắn, mỗi ngày đều có người trong rừng rậm em mất tích, nhất là gần nhất, em mất tích người càng nhiều. Chẳng lẽ nói đây mới là gần nhất tu sĩ em mất tích nguyên do? Không đúng, không phải nói Mục Thiên Thảo có thể khống chế sinh linh số lượng nhiều nhất là 10 sao?
Không nói từ trong vùng đầm lầy xuất hiện những này nhân tộc cùng yêu tộc, liền nói vừa rồi, 10 đầu yêu thú, một cái tống vô quả. Đây đã là 11 cái. Tiên tử, chuyện gì xảy ra? Bất Hủ tiên tử nhíu mày, tống vô quả không có lừa ngươi, phổ thông mục thiên thảo có thể khống chế sinh linh số lượng nhiều nhất là 10. Nhưng trước mặt ngươi cái này không phải phổ thông mục thiên thảo, hoặc là nói không phải phổ thông linh thực. Nó sinh ra linh trí, giống như tuế nguyệt tiên, là linh thực thành tinh. Chương 268, sớm có dự mưu. Tuế nguyệt tiên đúng vậy, bản thể giống như mục thiên thảo, đều là sinh ra linh trí linh thực. Lục Dương giật mình, linh thực sinh ra linh trí vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình, có thành tựu thì càng ít. Theo hắn biết, linh thực sinh ra linh trí tình huống có hai loại, một loại là sống đủ lâu, dần dần sinh ra linh trí, tỉ như dược viên bên trong tiểu dược vương nhóm chính là loại này tình huống. Tiểu dược vương nhóm ít nhất đều sống 10 vạn năm, một gốc linh dược sống 10 vạn năm không bị người thu thập, có thể nghĩ vận khí thì tốt biết bao. Một loại khác tình huống là linh thực tập kết các loại trùng hợp, tỉ như trường kỳ sinh hoạt tại cực phẩm linh thạch trong mỏ quặng, không biết ngày đêm hấp thu linh khí, hoặc là tiếp xúc đến một loại nào đó thiên địa chí lý, đạt được đạo, lọt mắt xanh, nếu không nữa thì chính là bị đại năng điểm hóa vân vân. Sinh ra linh trí linh thực số lượng thực sự quá mức thưa thớt, thế nhân đối hắn biết rất ít, liền xem như vấn đạo tông dược viên bên trong có vài cọng tiểu dược vương, cũng rất khó nghiên cứu rõ ràng. Từng cái linh thực ở giữa đặc tính chênh lệch to lớn, không có tham chiếu tiêu chuẩn, không cách nào tiến hành so sánh nghiên cứu. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là sinh ra linh trí linh thực, so không có trí tuệ linh thực, năng lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Tỷ như trước mắt mục thiên thảo, điều khiển kim đan kỳ chí ít có 5-60 cái này còn không biết rõ có hay không âm thầm ẩn tàng kim đan kỳ. Tuế Nguyệt Tiên nghe được lời này của ngươi khẳng định không cao hứng, mục thiên thảo nào có tư cách cùng nó đánh đồng. Tuế Nguyệt Tiên bản thể là thông thiên triệt địa kiến mộc, coi như không sinh ra linh trí, hắn cũng là vạn cổ hiếm thấy tuyệt đỉnh tiên mộc, hắn sinh ra linh trí trước đó, cành lá từ một viên tinh cầu sinh trưởng đến một viên khác tinh cầu, to lớn vô cùng. Hắn sinh ra linh trí về sau, còn rất nhỏ yếu, lo lắng bị kẻ xấu để mắt tới, liền phân ra một đoạn cành cây, hóa thành hình người, trên thế gian hành tẩu. Tu luyện kết quả sẽ phản hồi đến bản thể của hắn bên trên. Hắn thành tiên lúc, thanh thế to lớn, không cách nào che lấp, cũng không cần lại che lấp, thế nhân lúc này mới biết rõ, cái kia tinh thông thời gian tuyệt cao nữa là mới không phải người, mà là một gốc cây. Có lẽ là kiến mộc sống đủ lâu, tuế nguyệt tiên tại thời gian phương diện đặc biệt có thiên phú, cũng lấy tuế nguyệt làm đạo quả, đắc đạo thành tiên. Bất Hủ tiên tử không nói một câu như vậy, Lục Dương thật đúng là... coi là tuế nguyệt tiên là ăn Bất Hủ tiên tử làm cơm ăn đèn kéo quân, lúc này mới lĩnh ngộ tuế nguyệt chi lực. Lục Dương không tiếp tục nghe Bất Hủ tiên tử giảng thuật thượng cổ bí văn, trong hiện thực sự tình phi thường khẩn cấp, hắn là người dẫn đầu, cần mau chóng làm ra quyết định, là chiến đấu vẫn là trở về trấn yêu quan. Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu ba người truyền âm, đều chuẩn bị kỹ càng định hướng truyền tống phù, mang lên tống ra người, trở về trấn yêu quan. Lục Dương rất nhanh liền làm ra quyết đoán, loại cục diện này không chạy không được đi. Không nói còn mang theo tống ra người những này vướng víu, chỉ nói đầm lầy 60 vị kim đan, kỳ cũng không phải là Lục Dương bọn người có thể đối phó. 4 tên trúc cơ hậu kỳ chiến thắng 60 vị kim đan kỳ, đây là chuyện không thể nào, hao tổn đều có thể đem bọn hắn mài chết. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trong tay có 12 tấm định hướng truyền tống phù, truyền tống tất cả mọi người dư xài. Tống ra trừ bỏ tống vô quả, còn thừa lại 3 người, lại thêm 2 tên bỏ tiêu, tống ra trận doanh có 5 người cần cứu ra ngoài. Lục Dương dẫn theo thanh phong kiếm, đứng tại cuối phía trước, cảnh giác nhìn xem từ trong vùng đầm lầy xuất hiện những này kim đan kỳ, thừa dịp mục thiên thảo còn chưa phát động công kích, ra hiệu Mạnh Cảnh Chu mau mau phân phát định hướng truyền tống phù. 2 tên vũng bùn kim đan kỳ động thủ, đều là nhân tộc, bộ mặt che kín bùn nhão, thấy không rõ nguyên bản hình dạng. Lục Dương lấy kiếm đón lấy, chặt đứt 2 người này cánh tay, 2 người này không biết đau đớn, không buông tha công kích Lục Dương, 2 người này chỉ có kim đan trung kỳ. Nhưng bằng không sợ thân thể bị hao tổn đấu pháp, sửng sốt tạm thời có thể cùng Lục Dương cầm cự được. Đừng tìm bọn hắn dây dưa, phân phát xong, chạy mau. Mạnh Cảnh Chu thông qua thần thức truyền âm, tốt. Lục Dương ra sức vung ra một kiếm, đánh lui 2 người, cùng đám người cùng nhau móc ra định hướng truyền tống phù. Định hướng truyền tống phù tự động thiêu đốt, từng đạo bóng người truyền tống đến trấn yêu quan. Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng cười khẽ, các ngươi ai cũng có thể chạy, duy chỉ có ngươi Lục Dương không thể chạy. Lục Dương thần sắc biến đổi, ý thức được không ổn, thanh âm này nơi phát ra là trong vùng đầm lầy tâm, là Mục Thiên Thảo đang nói chuyện. Mục Thiên Thảo nhẹ nhàng lay động, từng mai chôn dưới đất linh thạch trong nháy mắt dành thời gian linh khí, biến trở về trong suốt kết tinh. Dấu ở chung quanh đại trận bị kích hoạt, hình thành quầng sáng, hội tụ trên người Lục Dương,
bên trong gãy mất Lục Dương truyền tống. Lục Dương, Lục sư huynh, Lục huynh. Mạnh Cảnh Chu ba người tại sắp truyền tống nhìn đằng trước đến một màn này, không tự chủ được kêu to. Không ai từng nghĩ tới, Mục Thiên Thảo sẽ tận lực nhằm vào Lục Dương, mà lại thật sớm chuẩn bị gián đoạn truyền tống phù trận pháp. Biến hóa liền phát sinh ở một nháy mắt, khi mọi người ý thức được ngoài ý muốn phát sinh lúc, đã về tới trấn yêu quan. Làm sao bây giờ? Tống Hoa bọn người không biết làm sao, bọn hắn mặc dù đã được cứu vớt, nhưng Lục Dương còn tại bên kia, cần phải đi cứu viện. Mạnh Cảnh Chu không do dự, thẳng đến trấn yêu quan, chuẩn bị hướng nơi đây trấn thủ quang minh thân phận, cứu trở về Lục Dương. Ngược lại là không nghĩ tới, ta sẽ bị như thế nhằm vào. Lục Dương nhìn chằm chằm Mục Thiên Thảo, khóe miệng không mang ý cười. Mục Thiên Thảo lên tiếng lần nữa, thanh âm tuổi trẻ, giống như là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử. Lục Dương, ta để mắt tới ngươi đã có 2 tháng, ngươi rốt cục bước vào bẫy dập của ta làm sao lại thả ngươi ly khai? Lục Dương trong lòng run lên, chẳng lẽ nói hắn từ khi đi vào rừng rậm chỗ sâu, liền bị Mục Thiên Thảo để mắt tới rồi? Hắn nhớ tới trong 2 tháng này gặp qua kim đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ bọn hắn là bị Mục Thiên Thảo khống chế? Từ ngươi bày ra lực lượng nhìn, ngươi nên là kiếm linh căn a. Chúng ta linh thực có là thủ đoạn bảo mệnh, nhưng thủ đoạn công kích không nhiều. Ta nhất hy vọng chính là hấp thu kim linh căn hoặc là kiếm linh căn tu sĩ, dạng này có thể đề cao thủ đoạn công kích của ta. Ta vốn cho rằng tại thành thục trước đó, đều không có cơ hội gặp được 2 loại linh căn. Không phải sao, ngươi liền tới nhà. Đương nhiên, đây không phải là trọng yếu nhất chính là ngươi phân thân pháp thuật. Đem ngươi phân thân pháp thuật giao ra, ta cố gắng có thể tha ngươi một mạng. Mục Thiên Thảo khống chế kim đan kỳ tu sĩ một mực tại nơi xa quan sát Lục Dương. Lục Dương sử dụng một phân thân làm nó lòng ngứa ngáy lợi hại. Không đến nhất định năm, linh thực không cách nào di động. Mục Thiên Thảo khát vọng nhất đạt được chính là phân thân pháp thuật. Dạng này nó liền có thể khống chế phân thân hành động, đi làm mình muốn làm sự tình. Mà Lục Dương sử dụng phân thân là một thuộc tính pháp thuật, cùng linh thực phù hợp nhất. Nó nói cái gì cũng muốn đạt được môn này phân thân pháp thuật. Vì thế, nó thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy, dẫn dụ Lục Dương từng bước một bước vào, mặc dù Tống Vô Quả bị nhìn thấu, nhưng không trở ngại đại cục. Chỉ cần đến đầm lầy, Lục Dương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao ra người cũng học không được. Lục Dương lắc đầu, hắn có thể đem trùng thụ quyết luyện lệch ra, hắn cũng không tin Mục Thiên Thảo cũng có thể đem trùng thụ quyết luyện lệch ra. Không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, ngươi cùng ta quay về tông môn có đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng không cần ở chỗ này phí hết tâm tư thu thập chất dinh dưỡng, đối tất cả mọi người tốt. Mục Thiên Thảo cười lạnh một tiếng, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn kéo dài thời gian chờ đồng bạn của ngươi đi trấn yêu, quan gọi tới giúp đỡ, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị. Rời núi đại trận, lên. Mục Thiên Thảo mặt lá có tiết tấu lay động, kim đan kỳ nhóm đồng thời đưa tay, một cái khác ẩn tàng đại trận khởi động. Lục Dương cảm thấy dừng bước, sau đó mặt đất ổn định lại. Chúng ta đã bị truyền tống đến một cái khác địa phương, trấn yêu quan đại nhân vật nhóm sẽ không tìm được nơi này. Hiện tại, chuẩn bị kỹ càng hóa thành ta chất dinh dưỡng sao? Lục Dương thần sắc ngưng trọng, ngươi cái này phá cỏ không nên ép ta triệu hoán đại sư tỷ hay sao? Chương 269, dám khi dễ ta bất hủ một mạch nhị đương gia. Lục Dương không có trước tiên liền triệu tập đại sư tỷ, ngay cả đánh đều không có đánh liền triệu hoán nàng lão nhân gia, lấy nàng lão nhân gia tính cách, hắn cùng Mục Thiên Thảo ái trước bị đánh còn chưa nhất định. Tốt xấu trước hết giết mấy cái kim đan kỳ, cho đại sư tỷ thêm thể diện, lên. Mục Thiên Thảo ra lệnh một tiếng, nhân tộc cùng yêu tộc kim đan kỳ ngao ngao kêu to, cùng nhau xuất thủ. Những này kim đan kỳ bị bùn nhão che lấp, nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Có người tay cầm màu vàng kim luân bàn cao tốc xoay tròn, lao tới cái bên cạnh liền có thể đào đi một khối thịt lớn. Có người tay cầm một cái không biết niên đại nào bát trên còn có khe, giống như là bên đường ăn xin dùng. Có yêu thú mở ra 2 cánh, đằng không bay lên, phát ra hạc ré. Lục Dương nhớ tới hắn mua mới nhất bản rừng rậm đồ giám phía trên nâng lên, nói rừng rậm chỗ sâu có một đầu kim đan hậu kỳ bạch hạc, có phản tổ thành long tước khuynh hướng, mấy kim đan hậu kỳ tu sĩ chết trên tay nó. Có yêu thú thân hình giống như hổ báo, mọc ra 5 đầu cái đuôi, trên đầu có sừng, phát ra thanh âm như là đánh tảng đá tiếng vang. Lục Dương cũng cùng rừng rậm đồ giám ghi chép đối ứng trên, kim đan trung kỳ thượng cổ yêu thú, tranh. Có yêu thú hình dạng giống ngựa, con mắt là xám màu đen, không có tròng trắng mắt, gầm rú thanh âm giống người ca hát. Kim đan trung kỳ thượng cổ yêu thú, lộc thục. Trên tay có nhiều như vậy yêu thú, còn không vừa lòng, còn muốn ta. Lục Dương cười nói, đối mặt quần địch vườn quanh. Không hề bị lay động, như thế tham lam tiên lộ đi không dài. Bất hủ tiên tử lặp đi lặp lại khuyên bảo Lục Dương, tu sĩ không thể tham lam vô độ, tham lam có thể đổi nhất thời thống khoái, nhưng không cách nào tại trên tiên lộ đi lâu dài. Cũng không nhọc đến người chết phí tâm.
Mục Thiên Thảo không có đem Lục Dương khuyên nhủ để ở trong lòng. Lúc nói chuyện, màu vàng kim luân bàn bay ra, xoay tròn thường có lôi đình hiện lên trên mặt đất vạch ra một đạo khe rãnh. Đăng Thanh Phong kiếm hoành không, ngăn trở màu vàng kim luân bàn, ai ngờ màu vàng kim luân bàn một phân thành hai, vòng qua Thanh Phong kiếm, phóng tới Lục Dương bể ngoài. Lục Dương liên tục triệt thoái phía sau màu vàng kim luân bàn theo đuổi không bỏ, vô luận Lục Dương đi phía trái vẫn là hướng phải di động, màu vàng kim luân bàn đều sẽ theo dõi Lục Dương, có ít lần kém chút cọ đến Lục Dương. Lục Dương dùng Thanh Phong kiếm lại cản, màu vàng kim luân bàn hai phân thành bốn, tốc độ không giảm. Xem ra chỉ cần cùng màu vàng kim luân bàn va chạm, màu vàng kim luân bàn số lượng liền sẽ gia tăng, mà lại nó còn có thể truy tung ta. Lục Dương rất nhanh liền phân tích ra màu vàng kim luân bàn đặc tính, cảm thấy rất là khó giải quyết. Xúc địa. Lục Dương rút vào trong đất, màu vàng kim luân bàn đụng phải mặt đất, không cách nào lại di động. Đang lúc Lục Dương muốn thở dốc nghỉ ngơi, tìm kiếm cơ hội chạy trốn lúc, một đạo chùm sáng xuyên qua nặng nề bùn đất, chiếu vào trên người hắn. Lục Dương thân thể không cách nào di động, bị chùm sáng định trụ, từ trong đất rút ra. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái kia chén bể. Vô số yêu thú thừa dịp Lục Dương bị định trụ công phu, nhào về phía Lục Dương, muốn đem hắn xé nát. Xem ra là định thân loại pháp bảo. Lục Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí trùng thiên, quét ngang chu vi, lật tung thổ địa, tạm thời ngăn lại đám yêu thú vây công. Kiếm khí lại lần nữa biến đổi, vung hướng đỉnh đầu, bổ về phía cái kia chén bể. Kiếm khí trùng thiên, không ngừng biến hóa, cùng cái kia chén bể giằng co, bỗng nhiên kiếm khí phóng đại, chói lọi vô cùng, đem đáy chén chém ra một cái khe. Chén bể chủ nhân lòng bàn tay sáng lên, xuất liên tục mấy chưởng, lôi đình như ẩn như hiện Lục Dương lấy La Hán quyền đánh trả. Tiếng hạc ré vang lên, nguồn gốc từ Lục Dương đỉnh đầu, bạch hạc lao xuống, mỏ chim như phá thiên chi kiếm, muốn xuyên qua Lục Dương. Thanh Phong kiếm, đi. Lục Dương vừa cùng chén bể chủ nhân đối trưởng, một bên dùng ý niệm điều khiển Thanh Phong kiếm, ngăn trở phía trên công kích. Lục Dương trải rộng ra thần thức, phát hiện có vô số người, vô số yêu thú vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho mình một kích chí mạng. Những công kích này không đến mức để cho mình tử vong, nhưng đầy đủ trọng thương chính mình, theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Lục Dương trong lòng có chỗ minh ngộ, giống như là trước mặt có một đoàn vầng sáng, cách nồng vụ, nhìn không rõ ràng. Đang lúc Lục Dương muốn xua tan nồng vụ, xem xét đến tột cùng lúc, yêu thú đánh tới. Yêu thú tranh bốn vó phủi đất, lấy độc giác va chạm Lục Dương. Lục Dương mặc dù tại va chạm đồng thời, dùng Thanh Phong kiếm chém xuống yêu thú tranh độc giác, nhưng hắn cũng thụ thương, phần eo bị độc giác đỉnh một cái, tiên huyết chảy ròng. Lục Dương tiện tay ăn vào một viên đan dược, ngừng lại thương tích. Yêu thú lộc thục từ trên trời giáng xuống, bốn cái móng giống như là bốn cái đại ma bàn, muốn đè chết Lục Dương. Lục Dương làm chống trời tư thế, cùng lộc thục cứng đối cứng, lộc thục bị hai chưởng đánh bay. Lục Dương cũng không có tốt đi nơi đó, hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay đau nhức, giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Trải qua liên tục không ngừng công kích, Lục Dương trạng thái càng ngày càng kém. Hắn hiện tại liên phục dùng đan dược cơ hội đều không có, cùng vầng sáng ở giữa nồng vụ cũng càng ngày càng dày. Bất quá là trúc cơ hậu kỳ, có thể kháng trụ kim đan kỳ nhiều như vậy vòng tuyệt chiêu, thật muốn biết rõ ngươi là tư vị gì. Mục Thiên Thảo đối Lục Dương càng ngày càng hài lòng. Lục Dương càng mạnh, nó thôn phệ Lục Dương về sau liền sẽ trở nên càng mạnh. Linh thực khó mà sinh ra linh trí, một khi sinh ra linh trí, liền có trùng thiên chi tư. Tức chết ta rồi, bất quá là một gốc phá cỏ, liền dám khi dễ ta Bất Hủ một mạch nhị đương gia, thật coi bản tiên không còn cách nào khác. Bất Hủ tiên tử gặp Lục Dương thụ thương, vừa vội vừa tức, lên cơn giận dữ. Lục Dương, cho ta một bộ mộc phân thân, dùng song sinh tịnh đế liên hạt giống, hiệu quả so bồ đề thụ hạt giống tốt. Lục Dương nghe vậy, sửng sốt một cái, nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, rút vào trong đất. Lại nghĩ rút vào trong đất. Vô dụng. Mục Thiên Thảo còn tưởng rằng Lục Dương lập lại chiêu cũ, phải dùng pháp thuật xúc địa chạy trốn. Lục Dương cấp tốc móc ra song sinh tịnh đế liên hạt giống, thôi động chủng thụ quyết. Một gốc hoa sen phá đất mà lên. Trên bề mặt lá cây đứng đấy hai cái Lục Dương, một cái Lục Dương bản thể, một cái dùng củ sen làm thành phân thân. Là cái này, chính là cái này. Mục Thiên Thảo nhìn thấy Lục Dương thi triển phân thân, hưng phấn kêu to, đây là nó tha thiết ước mơ pháp thuật. Bản tiên đều học không được chiêu thức, ngươi cái này phá cỏ còn muốn học. Củ sen Lục Dương lộ ra một tia cười lạnh, chế giễu Mục Thiên Thảo không biết trời cao đất rộng. Củ sen Lục Dương hoạt động một cái thân thể, cảm thấy vẫn là nguyên bản hình dạng đẹp mắt. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, giống như là tiến hành thoát biến, ngoại tầng hóa thành phấn nộn hoa sen cánh, làm hoa sen cánh từng mảnh chóc ra, lộ ra Bất Hủ tiên tử hình dáng. Tiểu cô nương thay đổi ngày xưa tiếu dung, nhìn xem đen nghịt nhân tộc cùng yêu thú, khóe miệng hướng phía dưới cong lên, trong lòng rất là khó chịu.
một đám bẩn đồ vật, đánh các ngươi ô uế bản tiên tay. Lục Dương, đem bản tiên khăn ăn lấy ra, miễn cưỡng có thể làm vũ khí. Khăn ăn lại rắn chắc dùng bền, vạn cổ bất hủ, đúng là tốt nhất vũ khí. Bất hủ tiên tử vừa nói, một bên đem tóc dài hướng về sau một xắn, buộc thành một cái kết, một hồi chiến đấu dạng này sẽ không làm bẩn tóc. Lục Dương từ thân phận ngọc bài móc ra màu đỏ tơ lụa, đưa cho bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử cầm màu đỏ tơ lụa, nhãn thần toát ra hồi ức thần sắc, nàng tiện tay lắc một cái, tơ lụa giống như là sống tới, đỏ như lửa, dài như rồng, nhẹ bồng bềnh, đi. Bất hủ tiên tử bắt lấy màu đỏ dây lụa một mặt, hướng ra phía ngoài hất lên, màu đỏ tơ lụa một chỗ khác như là như giải lụa, đem yêu thú tranh một phân thành hai. Nhà ngươi tổ tông gặp ta liền khí cũng không dám thở, ngươi còn dám làm bị thương Lục Dương. Chương 270, Lục Dương biến hóa. Bất hủ tiên tử cầm trong tay màu đỏ tơ lụa, uy phong lẫm liệt, tiện tay một kích liền thu hoạch được một cái kim đan kỳ yêu thú. Nàng lông mày cau lại, bộ dáng rất là đẹp mắt. Đây là Lục Dương lần thứ nhất gặp bất hủ tiên tử xuất thủ, một kích kia nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm càn khôn. Theo Lục Dương, một kích kia thể hiện ra bất hủ tiên tử đối lực lượng chính xác đem khống, không có một tia lực lượng lãng phí. Phải biết, bất hủ tiên tử dùng chính là Lục Dương phân thân, chỉ có Lục Dương tám thành lực lượng. Đổi lại Lục Dương, cũng có thể một kích chém giết cái kia kim đan kỳ yêu thú, nhưng tuyệt đối làm không được bất hủ tiên tử như thế tinh diệu, sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng. Bá màu đỏ tơ lụa tựa như trong biển giao long, mỗi một lần xuất kích đều sẽ mang đi một cái kim đan kỳ. Bất quá là ngây người công phu, liền đã có hai đầu kim đan kỳ yêu thú, một tên kim đan kỳ tu sĩ bị màu đỏ tơ lụa chặn ngang chặt đứt. Nếu có kim đan kỳ công kích, bất hủ tiên tử còn có thể khống chế màu đỏ tơ lụa bảo vệ chính mình, bất luận cái gì công kích rơi vào tơ lụa phía trên, liền một điểm vết tích đều không có. Màu đỏ tơ lụa cùng bất hủ giáo lấy được tiên bảo là ngang nhau cấp độ đồ vật, đừng nói là kim đan kỳ, liền xem như hợp thể kỳ tới, cũng hư hao không được một góc. Ngươi là ai? Mục Thiên Thảo quát hỏi, nó nhìn thấy bất hủ tiên tử liên tiếp xuất thủ, trong lòng giật mình, bỗng cảm giác không ổn. Vừa rồi rõ ràng đại cục đã định, Lục Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà hoành không xuất hiện biến số. Nó vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Lục Dương thi triển phân thân chi pháp, phân ra một cái Lục Dương. Nhưng vì cái gì phân thân sẽ hình dạng đại biến, hóa thành một nữ tử, mà lại nữ tử khẩu khí lớn không hợp thói thường, cùng Lục Dương cho người cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Là cái này gọi Lục Dương có hai nhân cách, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, Mục Thiên Thảo một thời gian không nghĩ ra nguyên do. Bất hủ tiên tử cười lạnh một tiếng, đối Mục Thiên Thảo quát hỏi chẳng thèm ngó tới, một gốc thành tinh phá cỏ, thao túng một đám tản ra thi số đồ chơi, cũng có tư cách hỏi ta là ai. Ngươi bực này đồ chơi, ta thành tiên trước không biết rõ giết bao nhiêu. Dõng dạc, bất quá là hai cái trúc cơ kỳ, các ngươi cùng tiến lên. Mục Thiên Thảo bị bất hủ tiên tử chọc giận, màu đỏ tơ lụa một kích kia cũng không vượt qua trúc cơ kỳ. Ý vị này đối thủ của nó bất quá là từ một tên trúc cơ, kỳ biến thành hai tên trúc cơ kỳ. Nơi này là 70 cái kim đan kỳ, còn có thể đánh không lại hai cái trúc cơ kỳ. Cảnh giới và số lượng đều bày ở nơi này, không có bất luận cái gì mưu lợi phương thức vượt qua trong lúc này chênh lệch. Bất hủ tiên tử đối mặt thành đàn kim đan kỳ, không sợ chút nào, dường như đối loại tràng cảnh nhìn lắm thành quen. Màu đỏ tơ lụa bá một tiếng bay ra, quấn lấy chính chuẩn bị công kích yêu thú lộc thục ra sức dễ dụa, xé rách cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Bất hủ tiên tử nắm lấy màu đỏ tơ lụa một chỗ khác, hung hăng đem lộc thục quẳng xuống đất, to lớn lực trùng kích để mặt đất đều hơi lắc lư. Cái khác kim đan kỳ hoặc lăng không, hoặc độn địa, hoặc từ xung quanh bốn phương tám hướng công kích, mục tiêu rõ ràng, đánh giết cỗ này Lục Dương phân thân. Bất hủ tiên tử lấy màu đỏ tơ lụa lôi cuốn lộc thục, đem màu đỏ tơ lụa xem như lưu tinh chùy, trải qua cao tốc xoay tròn về sau, ra sức đánh tới hướng chúng kim đan kỳ. Oanh oanh, bất hủ tiên tử mỗi một kích đều giống như đạn pháo, phàm là bị một kích này đập chúng, coi như không chết cũng là trọng thương, tứ chi đoạn nứt, Mục Thiên Thảo muốn khống chế bọn chúng đứng lên đều khó khăn. Nhưng theo vây công kim đan kỳ càng ngày càng nhiều, màu đỏ tơ lụa hoạt động thật to nhận hạn chế, rốt cuộc không cách nào tùy ý vung vẩy, thu hoạch địch nhân. Bất hủ tiên tử lúc này cải biến phương thức chiến đấu, buông xuống đã nện thành khối thịt lộc thục, dùng màu đỏ tơ lụa quấn quanh toàn thân. Cỗ này phân thân không bằng Lục Dương bản thể cường tráng, không đủ để trèo chống tiếp xuống cường độ cao cận chiến, cần dùng màu đỏ tơ lụa bao khỏa, bảo hộ toàn thân. Một tên kim đan kỳ thể tu xông lên phía trước nhất, bất hủ tiên tử mày ngài dựng lên, một trưởng vỗ trên mặt của hắn, ha, theo một tiếng khẽ kêu, một trưởng này lực đạo lại tăng, hướng phía dưới vung mạnh, trực tiếp đem tên này kim đan kỳ thể tu chụp tại trên mặt đất. Giống yêu thú cùng nhân tộc liên hợp tiến công, bất hủ tiên tử chân trái hướng về phía trước phóng ra nửa bước, triển khai tư thế, tiên tử quyền pháp,
đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, nhìn thanh tú, nhưng lực lượng lớn đến đáng sợ, phảng phất cho người ta một loại ảo giác, mặt bọn hắn đúng không phải nắm đấm, mà là từ trên trời giáng xuống đại giang sông lớn, không thể địch nổi cùng ngăn cản. Tiên tử quyền pháp nhanh đến sinh ra tàn ảnh, mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào kim đan kỳ trên đan điền, gãy mắt Mục Thiên Thảo cùng những này kim đan kỳ liên hệ. Như đều là kim đan hậu kỳ, cỗ thân thể này ngược lại là không cách nào ứng đối, rất đáng tiếc, các ngươi không phải. Những này kim đan kỳ, đại đa số đều là kim đan sơ kỳ, trung kỳ, kim đan hậu kỳ thuộc về số ít. Lục Dương bị bất hủ tiên tử quyền pháp hấp dẫn, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy tiên tử quyền pháp. Lần trước nhìn thấy tiên tử quyền pháp vẫn là Hoàng Đậu Đậu hành hung bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân làm bất hủ một mạch tam đương gia, trời sinh liền bị bất hủ tiên tử áp chế. Lúc ấy vô luận Hoàng Đậu Đậu dùng cái gì chiêu thức, đều có thể áp chế bất hủ tiên nhân, không thể hiện được tiên tử quyền pháp huyền diệu. Nhưng lần này khác biệt, lần này bất hủ tiên tử đối mặt chính là cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ. Loại này tình huống dưới, Lục Dương liếc mắt liền nhìn ra tới này tiên tử quyền pháp tuyệt đối là thế gian nhất đẳng quyền pháp, ảo diệu vô tận. Lấy năng lực hiện tại của hắn, liền lĩnh ngộ bộ quyền pháp này ra lông đều tốn sức. Nhưng cái này không trở ngại Lục Dương đi lĩnh ngộ. Thì ra là thế, lúc chiến đấu phải chú ý lực lượng phân phối, cùng tiết tấu của chiến đấu, không phải nắm đấm càng nặng càng tốt. Lục Dương như có điều suy nghĩ, nhìn ra một chút manh mối. Lục Dương coi chừng, có chút kim đan kỳ đi qua. Nhìn thấy, Lục Dương đối với cái này sớm có đoán trước, hơn 70 vị kim đan, kỳ không có khả năng đồng thời xuất thủ công kích bất hủ tiên tử. Như vậy, còn chưa công kích đến bất hủ tiên tử, chính bọn hắn công kích trước hết va chạm đến cùng nhau. Mà lại Mục Thiên Thảo cũng không có khả năng đồng thời điều khiển nhiều như vậy tu sĩ, nó vẫn chưa hoàn toàn thành thục, cực hạn của nó chính là khống chế 10 cái kim đan kỳ, như đều là kim đan hậu kỳ, có thể khống chế số lượng sẽ giảm đến 8 cái. Hiện tại tình huống là, có 4 đến 6 vị kim đan kỳ tại đồng thời công kích bất hủ tiên tử, mặt khác kim đan kỳ làm dự bị, ai bị bất hủ tiên tử xử lý hoặc là đánh bay, liền có mới kim đan kỳ bổ sung. Mục Thiên Thảo mục tiêu rõ ràng, vòng qua bất hủ tiên tử, vây công Lục Dương. Trải qua vừa rồi biến cố, Lục Dương đã mượn cơ hội khôi phục lực lượng, toàn vẹn không sợ những này kim đan kỳ. Lục Dương hướng thanh phong kiếm bên trong rót vào kiếm khí, nội liễm, không còn như vừa rồi như vậy trói lọi. Đến, Mục Thiên Thảo khống chế kim đan kỳ nhóm, xem thường, vừa mới giao thủ, liền ý thức được Lục Dương cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nhìn như thanh phong kiếm bên trong không có kiếm khí, kỳ thực mỗi khi thanh phong kiếm cùng kim đan kỳ lúc giao thủ, kiếm khí đều sẽ tăng vọt, đánh Mục Thiên Thảo trở tay không kịp. Mà khi Mục Thiên Thảo làm tốt chuẩn bị đón đỡ kiếm khí lúc, kiếm khí lại biến mất không thấy, để nó uổng phí lực khí. Hắn vậy mà tại thời gian ngắn bên trong, đối lực lượng trưởng khống lên một cái bậc thang. Mặc dù loại này trưởng khống còn không thuần thục, nhưng quả thật là một cái cấp độ khác trưởng khống. Không thể tại tiếp tục đi xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Lục Dương không biết rõ Mục Thiên Thảo đã hạ quyết định, hắn lại lần nữa trở lại vừa rồi loại kia trạng thái trước mặt có một đoàn mê vụ đối diện là thấy không rõ hình dạng vầng sáng. Bất hủ tiên tử phát giác được Lục Dương biến hóa, nháy nháy mắt. Chương 271, kết đan. Lục Dương hiện tại tiến vào một loại có chút huyền diệu trạng thái, hắn cảm giác hiện tại chính mình đối ngoại giới năng lực nhận biết, trên phạm vi lớn giảm xuống, chỉ có thể cảm nhận được ngay tại công kích mình kim đan kỳ, càng xa xôi địa phương trở nên bắt đầu mơ hồ. Cùng này tương phản chính là, vùng đan điền kia một đoàn mê vụ càng ngày càng cạn, tựa hồ chỉ cần đẩy ra mê vụ, liền có thể nhìn thấy mê vụ phía sau đoàn kia vầng sáng là vật gì. Một đầu đầu hổ giao thân yêu thú bỗng nhiên nhào về phía Lục Dương, đây là trường kỳ sinh hoạt ở trong nước hổ giao, kim đan hậu kỳ, có thể tạm thời trên đất bằng hành động, đây là Mục Thiên Thảo vì đi săn Lục Dương, đặc địa đem hổ giao từ trong hồ mang ra. Lục Dương phát giác được hổ giao công kích, nhẹ nhàng phun ra một ngụm tam vị chân hỏa, bám vào trên thanh phong kiếm. Nguyên bản liền sắc bén thanh phong kiếm tăng thêm tam vị chân hỏa, uy lực càng sâu lúc trước. Hổ giao gầm thét phóng tới Lục Dương. Lục Dương cổ tay vặn một cái, khẽ quát một tiếng đoạn, thanh phong kiếm xẹt qua, hổ giao đầu lâu ùng ục ục rơi xuống Lục Dương bên chân, cắt đứt chỗ còn có mê người đồ nướng mùi thơm. Đây là đoạn tự quyết, uy lực không bằng dành thời gian hơn phân nửa linh lực phá tự quyết, bất quá có thể liên tục sử dụng. Đối đơn uy lực so chảm tự quyết, muốn mạnh hơn mấy phần. Mục Thiên Thảo còn muốn khống chế hổ giao tàn thi công kích, Lục Dương sớm có đoán trước, lại lần nữa thôi động đoạn tự quyết, đem hổ giao tháo thành 8 khối. Một cái khác yêu thú thừa cơ xuất hiện tại Lục Dương bên chân, cái đầu nhỏ bé, mọc ra 3 chân, hình dạng cùng ba ba tương tự, nó trong miệng ngậm lấy hạt cát, một ngụm phun về phía Lục Dương cái bóng. Nó là vực, nhưng ngấm ngầm hại người, thông qua cái bóng đem địch nhân hạ độc chết.
Lục Dương một mực mở ra lấy thần thức, đã sớm chú ý tới vực tiểu động tác, hắn hướng thanh phong kiếm bên trong bỗng nhiên quán thâu kiếm khí liên đới lấy, trên thân kiếm tam vị chân hỏa tăng vọt, dấy lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt cải biến Lục Dương cái bóng. Lục Dương trở tay đâm một cái, xuyên thấu vực cứng rắn màu xanh lá cây đậm giáp sát, đưa nó đâm chết. Một đầu ba xà, một đầu phì di xuất hiện tại Lục Dương hai bên, đều là thượng cổ yêu thú, hai con yêu thú bộ dáng tương tự, đều là xà hình. Bọn chúng đồng thời xuất kích, muốn cuốn lấy Lục Dương, tươi sống đem hắn nghìn chết. Lục Dương họa địa vi lao, đem ba xà kéo vào dưới mặt đất, chính mình cũng xúc địa xuống dưới mặt đất không tiện vận dụng thanh phong kiếm, liền hai tay bao trùm chân hỏa, lấy là hán quyền công kích, quyền ấn huy hoàng, bùn đất hóa thành tiêu thổ, ba xà liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị la hán quyền đánh nát đan điền. Lục Dương từ phì di đằng sau chui ra, một bên phục dụng đại hoàn đan khôi phục linh lực, một bên vận dụng thanh phong kiếm đem phì di một phân thành hai. Ta cũng không tin, nhiều như vậy kim đan kỳ còn bắt không được ngươi. Bất quá là cái trúc cơ kỳ, đừng dãy ruộng, chết đi cho ta. Mục Thiên Thảo luống cuống, không thể không dùng nói chuyện lớn tiếng phương thức che giấu trong lòng bối rối. Hổ giao cũng tốt, ba xà cũng được, đây đều là nó áp đáy hòm nô bộc, khi còn sống đều có to lớn tiềm lực, là gần với Lục Dương chất dinh dưỡng, hiện tại cũng bị Lục Dương nước chảy mây trôi động tác giết chết. Nó cảm giác Lục Dương ngay tại từng bước một mạnh lên, đối lực lượng khống chế càng thêm thành thạo, động tác cũng càng thêm nhẹ nhàng ăn khớp, phương thức chiến đấu càng phát ra xảo diệu, có thể lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Nhất định phải ngăn cản loại biến hóa này, nó đem trọng điểm từ Bất Hủ Tiên Tử chuyển rời đến Lục Dương bên này, phân ra càng nhiều yêu thú vây công Lục Dương. Bất Hủ Tiên Tử chú ý tới Lục Dương biến hóa, khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Càng ngày càng nhiều yêu thú công kích Lục Dương, hoặc bị Lục Dương chém giết, hoặc bị La Hán Quyền đánh nát đan điền. Tới đối đầu, Lục Dương trạng thái thân thể cũng càng ngày càng hỏng bét, liên tục sử dụng kiếm quyết cùng La Hán Quyền, linh lực tiêu hao nhanh chóng, một mực phục dụng đại hoàn đan cũng đuổi không lên linh lực tiêu hao tốc độ. Càng có mấy cái kim đan kỳ đả thương nặng Lục Dương, cánh tay trái gãy xương, phần bụng cùng phần lưng đều bị vẽ mấy đạo, sâu nhất vết thương có thể nhìn thấy tùm bạch cốt. Hắn máu me khắp người, đi đường đều lảo đảo. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực mà chết, Mục Thiên Thảo nguyện vọng có thể thực hiện. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng Mục Thiên Thảo lại cao hứng không nổi. Nó chú ý tới Lục Dương vết thương càng ngày càng nhiều, con ngươi lại sáng tỏ như là ánh trăng, tại âm u rừng rậm bên trong phá lệ dễ thấy. Ngươi đang cười cái gì? Ngươi đang cười cái gì? Mục Thiên Thảo gào thét, nó cảm thấy Lục Dương giống như là đang cười nhạo mình. Đúng vậy, Lục Dương đang cười, mà lại cười rất vui vẻ. Ta vì cái gì không thể cười? Một đám kim đan kỳ ùa lên, lại đánh không lại ta một cái trúc cơ hậu kỳ, ta không nên cao hứng sao? Là ta quá mạnh, vẫn là bọn này kim đan kỳ quá yếu. Lục Dương từng bước một bước về phía Mục Thiên Thảo, bởi vì thụ thương quá nặng, mấy lần đều suýt nữa ngã sấp xuống, dù vậy, cũng làm cho Mục Thiên Thảo hãi hùng khiếp vía. Mục Thiên Thảo giống như nổi điên để yêu thú cùng một chỗ công kích Lục Dương, cũng mặc kệ có thể hay không tinh vi khống chế, liền xem như ép cũng phải đem cái này nhân tộc thiên kiêu đẻ chết. Lục Dương liền cầm kiếm lực khí đều không có, lấy phổ thông nắm đấm ứng đối từng cái yêu thú, muốn ép khô cuối cùng một tia lực khí. Cùng lúc đó, vùng đan điền nồng vụ càng ngày càng cạn. Hoặc là nói, không phải nồng vụ ít đi, mà là nồng vụ bị phía sau vầng sáng hấp thu, để vầng sáng trở nên càng phát ra hoàn thiện. Lục Dương lòng có cảm giác, đoán được nồng vụ nơi phát ra, là ta tại rừng rậm vượt cấp khiêu chiến tích lũy hạ kinh nghiệm chiến đấu sao? Lục Dương thân thể tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Phần bụng cùng phía sau lưng vết thương dần dần khép lại kết vảy, gãy mất cánh tay trái như kỳ tích tiếp trở về, tinh khí thần ba hợp nhất, giống như là một thanh bó đuốc, đang thiêu đốt hừng hực, đồng thời không ngừng có mới nhiên liệu gia nhập, để tinh khí thần bó đuốc càng đốt càng cao. Mê vụ triệt để xua tan, lộ ra vầng sáng chân diện mục là một hạt đan sắc sung mãn kim đan. Viên này kim đan huyền diệu đến cực điểm, sự xuất hiện của nó đại biểu vô địch, có chút xoay tròn, liền đem Lục Dương vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh. Lục Dương cảm thấy có vô số đếm không hết lực lượng tuôn ra, cỗ lực lượng này quá mức to lớn, đã không phải là trúc cơ kỳ có khả năng có. Tại cỗ lực lượng này cọ rửa dưới, trúc cơ kỳ bình cảnh dễ như trở bàn tay cọ rửa ra, kim đan kỳ, nhai tí, giết nó. Một đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú tại kim đan kỳ bên trong hạc giữa bầy gà, nó là yêu thú nhai tí, xài thân đầu rồng, chính là long cùng xài sở sinh, miệng ngậm bảo kiếm, nhìn hàm hàm Lục Dương. Đây là đủ để cùng cửu anh sánh ngang đại yêu, là rừng rậm một phương bá chủ, nhưng ở hiện tại Lục Dương trước mặt, không đáng chú ý. Lục Dương đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hai ngón tay khép lại, hóa thành lăng lệ đến cực điểm lợi kiếm hư ảnh. Đi! Lợi kiếm hư ảnh vung xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhai tí nhìn hằm hằm Lục Dương,
một đạo cực kỳ nhỏ huyết tuyến xuất hiện tại nhai tý đỉnh đầu, một mực lan tràn đến phần đuôi. Lục Dương nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nhai tý một phân thành hai, đảo hướng hai bên. Riêng là cái này lợi kiếm hư ảnh, uy lực của nó liền thắng qua Lục Dương mạnh nhất phá tự quyết. Ngươi đột phá đến kim đan kỳ. Mục Thiên Thảo không thể tin nhìn xem Lục Dương, trước đó chấn kinh cộng lại cũng không bằng lần này lợi hại, nó chưa từng nghe nói qua loại này đột phá phương thức. Lục Dương không nhìn Mục Thiên Thảo chấn kinh, hiện tại Mục Thiên Thảo đã không tạo thành uy hiếp, hắn đang nghiên cứu vừa kết kim đan. Cái này mai kim đan, tựa hồ có rất nhiều huyền diệu ở chỗ là ta bây giờ còn chưa có phát hiện, cổ tịch trên cũng chưa từng ghi chép. Nói một cách khác, cái này mai kim đan độc nhất vô nhị, hẳn là làm cái tên là gì mới tốt. Có, liền gọi Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan. Đang lúc Lục Dương quyết định kim đan danh tự lúc, Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây không phải là bản tiên vô địch đan mà. Lục Dương ngươi tiểu tử khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói tuyệt đối không kết ta kim đan, trong lòng vẫn là cảm thấy bản tiên vô địch đan là thích hợp ngươi nhất a. Bất Hủ Tiên Tử giải quyết vây quanh nàng yêu thú, dùng cùi trỏ chọc nhẹ Lục Dương, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, tiếu dung sán lạn. Lục Dương, cái gì đồ chơi? Chương 272, bản tiên đều nói bản tiên lấy chiến lực lấy xưng. Ngươi nói đây là vô địch đan. Lục Dương đều không biết mình hẳn là lộ ra biểu tình gì. Chính mình lật khắp kết đan tâm đắc, tân tân khổ khổ tìm nửa thiên linh cảm giác, tại chiến đấu giai đoạn khẩn yếu nhất kết xuất một viên độc nhất vô nhị kim đan. Hiện tại ngươi nói với ta cái này mai kim đan, chính là cùng ngươi đồng dạng vô địch đan. Ai nha, bản tiên đều nói qua, liên tục chiến đấu, không sợ khiêu chiến bách thắng, nuôi ra một loại ngoài ta còn ai vô địch khí thế, lấy loại khí thế này làm dẫn đạo linh lực vận chuyển, ngưng tụ thành đan. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi cũng dựa theo bản tiên dạy phương pháp từng bước một tiến hành, thành công kết đan. Bất Hủ Tiên Tử còn tưởng rằng Lục Dương là ngượng nghịu mặt mũi, không nguyện ý thừa nhận là đang bắt chước chính mình. Không có gì ngượng ngùng, đi theo bản tiên hỗn, bản tiên cam đoan ngươi có thể tiếu ngạo vạn cổ, đến thời điểm ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Ta xếp số 1, ngươi sắp xếp thứ 2, Vân Chi cái kia tiểu nha đầu xếp hạng thứ 3. Lục Dương không khỏi nhớ tới trước đây, Bất Hủ Tiên Tử giới thiệu nàng độc môn kết đan kinh nghiệm. Tiên tử ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào nói ngươi kết đan sao? Đây là ta một mình sáng tạo kim đan, ta đem nó mệnh danh là vô địch đan. Người bình thường ta đều không nói cho hắn làm sao kết loại này đan. Biết rõ cùng ta lẫn vào chỗ tốt rồi a. Bất Hủ Tiên Tử dương dương đắc ý, nghĩ dẫn tới Lục Dương sùng bái nhãn thần. Vì để phòng vạn nhất, ta trước sớm hỏi một cái, ngươi nói bách chiến bách thắng, là cùng cấp bậc người chiến đấu, vẫn là chênh lệch một cái cấp bậc người chiến đấu? Đương nhiên là chênh lệch một cái cấp bậc. Đúng a, chênh lệch một cái cấp bậc, ta lấy trúc cơ kỳ cảnh giới chiến thắng kim đan kỳ, không phải liền là chênh lệch một cái cấp bậc. Bất Hủ Tiên Tử đương nhiên nói, không minh bạch Lục Dương vì cái gì kinh ngạc như vậy. Nàng không phải đã sớm nói nàng tại thành tiên trước đó, lấy mỹ mạo cùng chiến lực lấy xưng sao? Lấy chiến lực lấy xưng, vượt cấp chiến đấu còn không phải chuyện thường ngày. Lục Dương, không trách Lục Dương không nghĩ tới điểm này, thật sự là Bất Hủ Tiên Tử liền không đã cho Lục Dương cái gì đáng tin cậy chỉ điểm. Mà lại nàng thường xuyên khi dễ thấp cảnh giới tu sĩ, cũng coi đây là vinh. Cho tới nay, Lục Dương đều coi Bất Hủ Tiên Tử là làm thượng cổ lịch sử đen tối máy chiếu phim, liên quan tới Bất Hủ Tiên Tử đối với tu luyện đề nghị, đều không thế nào nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng thuật như thế nào tu luyện, còn không bằng lựa chọn hỏi thăm đại sư tỷ. Tuy nói hỏi thăm đại sư tỷ cũng chưa chắc có thể được đến đáp án. Lục Dương đối Bất Hủ Tiên Tử phương thức tu luyện ấn tượng là không đáng tin cậy. Đối đại sư tỷ phương thức tu luyện ấn tượng là không hợp thói thường. Đều không có được giá trị tham khảo. Nghĩ trước đây bản tiên tại trúc cơ hậu kỳ thời điểm, liền thể hiện ra siêu phàm thoát tục thiên phú, đánh khắp trúc cơ kỳ vô địch thủ, cái gì đại giáo thánh tử thánh nữ, trời xanh ban phúc người, đại đạo thể chất. Đều không phải là đối thủ của ta thiên phú gây nên thế nhân ghen ghét. Thiên kiêu nhóm người hộ đạo cho là ta ngày sau tất thành họa lớn, muốn diệt trừ ta, lại lo lắng bọn hắn là có mặt mũi đại nhân vật, lấy lớn hiếp nhỏ cái này sự tình truyền đi thanh danh bất hảo, liền phái ra rất nhiều trúc cơ hậu kỳ. Để bọn hắn trong lúc chiến đấu lâm trận đột phá, tấn thăng kim đan kỳ, cứ như vậy, ta nếu là thua, truyền đi người bên ngoài cũng nói không là cái gì. Ha ha, chỉ bằng đám kia ra hỏa còn muốn đánh bại ta. Tấn thăng làm kim đan kỳ lại như thế nào, đều là phế vật, không có một cái có thể đánh. Ta không ngừng chiến thắng bọn hắn, lấy chiến dưỡng chiến, hình thành vô địch chi thế, thành công kết đan. Bất Hủ Tiên Tử nói hời hợt, thật giống như đây không phải là cái gì đáng đến nhắc lên việc nhỏ. Bản tiên kim đan xưa nay chưa từng có, mà bản tiên lại là vô địch chi nhân, cái này kim đan tự nhiên là nên mệnh danh là vô địch đan. Được rồi, sức mạnh của thân thể này bị bản tiên dùng không sai biệt lắm,
chuyện còn lại giao cho ngươi, sau đó bản tiên dạy ngươi vô địch đan cách dùng. Ngáp phân thân khuyết điểm ở chỗ không thể cùng bản thể đồng dạng bổ sung linh lực, dùng xong bao nhiêu linh lực chính là dùng hết, không cách nào bổ sung. Bất hủ tiên tử duỗi lưng một cái, thân thể trở về bùn đất, linh hồn trở lại tinh thần không gian. Vất vả lâu như vậy, trở về ngủ một giấc xem như ban thưởng đi. Mục Thiên Thảo từ đầu đến cuối đều không nói gì, nếu nó là hình người, hiện tại đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Tuy nói vừa rồi Lục Dương từ trước đến nay chính mình phân thân nói chuyện, nhưng Mục Thiên Thảo có thể cảm ứng đến, Lục Dương thần thức một mực khóa chặt trên người nó, phàm là nó có chút dị động, đều sẽ bị Lục Dương một kiếm chém vỡ. Nhanh, nhanh đều ngăn lại. Mục Thiên Thảo còn chưa nói xong, chỉ thấy Lục Dương thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện, đem ngăn tại Mục Thiên Thảo trước mặt yêu thú toàn diện đánh bay, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Thiên Thảo trước mặt. Ngươi muốn ngăn cản ai? Lục Dương xoay người nắm Mục Thiên Thảo, thanh âm băng lãnh. Tấn thăng làm kim đan kỳ về sau, không chỉ có lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, tốc độ cũng tại tăng trưởng. Lục Dương không có cho Mục Thiên Thảo giải thích cơ hội, đưa nó nhổ tận gốc. Mục Thiên Thảo bộ rễ chiếm cứ tại toàn bộ đầm lầy phía dưới, làm Lục Dương đem Mục Thiên Thảo bộ rễ toàn bộ rút ra thời điểm, phát hiện rễ của nó trên còn quấn quanh lấy rất nhiều thi cốt, có yêu tộc, cũng có nhân tộc, đây đều là nó chất dinh dưỡng. Lục Dương nhãn thần càng phát ra băng lãnh, đem thi cốt từng cái quăng ra, đem Mục Thiên Thảo bộ rễ giật xuống, tiện tay ném đi. Hắn mang lên Mục Thiên Thảo, ly khai đầm lầy, gặp một đầu yêu thú đang cùng tu sĩ chiến đấu, hắn tiện tay một kích, đem yêu thú đánh giết, hỏi thăm tu sĩ nơi này là cái gì địa phương. Kia tu sĩ gặp Lục Dương một kích liền đem kim đan sơ kỳ yêu thú giết chết, trong lòng kinh hãi, không dám có chỗ giấu giếm, cung kính cáo chi địa điểm. Lục Dương kỹ càng tính một cái, nơi này cự ly trấn yêu quan ước chừng có 600 dặm, không tính rất xa. Làm Lục Dương chạy về trấn yêu quan thời điểm, gặp Mạnh Cảnh Chu ba người chính lo lắng tại thành cửa ra vào chờ đợi, bên cạnh còn đứng lấy một vị môi hồng răng trắng thiếu niên lang, nhìn so Lục Dương còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Mục Thiên Thảo đem Lục sư huynh lấy tới đi đâu rồi? Đào Yêu Diệp lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn mời đến giúp đỡ đi tìm Lục Dương, phát hiện nơi đó đã còn lại một cái hố to, đầm lầy biến mất không thấy gì nữa. Không cần khẩn trương, Lục Dương cái này tiểu tử có mạnh nhất át chủ bài, ra không được sự tình. Mạnh Cảnh Chu lời thề son sắt nói. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là nơm nớp lo sợ, như Lục Dương triệu hoán đại sư tỷ giải quyết Mục Thiên Thảo, sớm nên tìm đến bọn hắn, như Lục Dương không có triệu hoán đại sư tỷ, hắn lại giải quyết như thế nào Mục Thiên Thảo? Ta trở về. Lục Dương cởi mở thanh âm vang lên, mọi người mừng rỡ. Lục Dương, Lục sư huynh, Lục huynh. Lục Dương một bộ áo trắng, không nhuốm bụi trần, bên hông vác lấy bảo kiếm cùng ngọc bội, cầm trong tay chiến bại Mục Thiên Thảo, như vẽ bên trong công tử, được không tiêu sái. Chính ngươi giải quyết Mục Thiên Thảo, làm sao làm được? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lục Dương trong tay Mục Thiên Thảo. Ngươi cho rằng ta là ai? Chỉ là một gốc Mục Thiên Thảo, ta tiện tay liền có thể nhổ. Hắn kết đan. Môi hồng răng trắng thiếu niên lang bỗng nhiên nói, trong lòng thầm giật mình, Mục Thiên Thảo quỷ dị hắn có chỗ nghe thấy, mới vào kim đan kỳ liền có thể giải quyết Mục Thiên Thảo, đổi lại là hắn, là quyết định làm không được. Ngươi kim đan rồi. Mạnh Cảnh Chu còn tưởng rằng chính mình cái thứ nhất kết đan. Không nghĩ tới Lục Dương đoạt tại trước mặt hắn. Vị này là... Giới thiệu một cái, vị này là trấn yêu quan trấn thủ, Tằng Thái Nhiên. Ta vừa về tới trấn yêu quan liền mời Tằng Đại Nhân đi giải cứu ngươi. Gặp qua Tằng Đại Nhân. Tằng Thái Nhiên khoát khoát tay, ngươi ngày sau thành tựu định cao hơn ta, không cần đa lễ. Lục huynh nhân họa đắc phúc, thành công kết đan, là chúng ta lần này bên trong cái thứ nhất kết đan. Chúng ta nên trở về hào hào ăn mừng một phen. Man Cốt hô. Lục Dương lắc đầu. Trước không nóng này, có một cái đuôi muốn thu thập, xin hỏi Tằng trấn thủ, trấn yêu quan bên trong luyện hư kỳ trở lên tu sĩ có bao nhiêu người? Canh thứ 2 tại 11 giờ trước, chương 273, thu thập cái đuôi. Màn đêm buông xuống, Mục Thiên Thảo bị Lục Dương đào sau khi đi, kim đan kỳ nhóm mất đi khống chế, lẳng lặng nằm tại trong vùng đầm lầy. Chợt có người ngộ nhập nơi này, nhìn thấy ích ác chết khắp nơi chẳng diện, cũng sẽ sợ hãi nơi này có gì đó quái lạ, quay đầu liền chạy. Một đạo màu xám bóng người phiêu nhiên rơi xuống, nhìn thấy cái này bừa bộn một màn, nhặt lên không có tác dụng gì Mục Thiên Thảo bộ rễ, mày nhăn lại. Là ai gây nên? Trong lòng của hắn dâng lên lửa giận, nhiều năm chuẩn bị hủy trong chốc lát, việc này nhất định phải có cái kết luận. Hắn ở xa yêu vực, bỗng nhiên cảm giác không chịu được Mục Thiên Thảo động tác, liền là khắc chạy đến. Đáng tiếc thì đã trễ, Mục Thiên Thảo đã bị người hái đi. Hồi tố. Hai tay của hắn kết ấn, phức tạp lại cổ lão, tốc độ nhanh đến sinh ra hư ảnh. Đây là hắn nắm giữ một môn đại thần thông, nhưng hồi tố thời gian, quan sát đi qua sự tình. Một đạo màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn,
Màn sáng bên trong, một tên kim đan kỳ tu sĩ đem mục thiên thảo nhổ tận gốc, đây là hắn có khả năng hồi tố cực hạn thời gian. Tốt can đảm, chỉ là một cái kim đan kỳ hậu sinh, cũng dám hỏng bản tôn chuyện tốt. Gương mặt này, ta nhớ kỹ ngươi. Màu xám bóng người nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Lục Dương, lên trời xuống đất, thế tất yếu tìm tới Lục Dương hạ lạc, đoạt lại mục thiên thảo, đem Lục Dương chém thành muôn mảnh. Ta chính là cái tiểu nhân vật, nhớ kỹ ta làm gì? Một đạo thanh âm lười biếng ở một bên vang lên. Ai? Màu xám bóng người giật mình, mục thiên thảo biến mất loạn hắn tâm thần, nóng vội phía dưới, hắn vậy mà không có phát hiện bên cạnh có người. Là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Màu xám bóng người nhìn thấy Lục Dương hình dạng, nhãn thần ngưng tụ, xấu hắn chuyện tốt, nhổ mục thiên thảo, còn dám hiện thân, thật coi hắn không có hỏa khí, là bùn nặn hay sao? Không đúng, hắn chính là một cái kim đan kỳ, chính mình lại thế nào nóng vội, cũng không có khả năng không phát hiện được có kim đan kỳ giấu ở bên cạnh. Là cạm bẫy. Hắn bỗng nhiên phóng tới bầu trời, muốn chạy trốn, chỉ thấy một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao lại màu xám bóng người. Âm thầm bồi dưỡng mục thiên thảo, giết hại sinh linh, hoặc là giải quyết tại chỗ, hoặc là ngoan ngoãn theo ta trở về tiếp nhận thẩm phán. Tăng Chấn Thủ chậm rãi từ một chỗ khác không gian xuất hiện, đứng tại Lục Dương bên cạnh, trong con mắt tràn đầy phẫn nộ. Mười vị luyện hư tu sĩ điều khiển thiên la lưới, màu xám bóng người dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào tránh thoát thiên la lưới bao phủ. Tăng Chấn Thủ con mắt nhắm lại, màu xám bóng người sử dụng thủ đoạn tương đương cổ lão, không phải thời đại này hợp thể kỳ sử dụng. Xem ra là một tên cổ đại hợp thể kỳ, âm thầm bồi dưỡng mục thiên thảo, luyện đan tăng lên cảnh giới. Luyện hư kỳ tu sĩ tu vi ba động cực lớn, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không có chút nào có thể xuất thủ. Cái này 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ tu vi cũng đang biến hóa, nhưng bọn hắn có thể bảo đảm một mực có 2 vị tu vi tại hợp thể kỳ. Lại thêm lưu tại mặt đất tầng chấn thủ. Chính là 3 vị hợp thể kỳ, đầy đủ thôi động thiên la lưới. Thiên la lưới là đại hạ vương triều bảo khố một kiện bí bảo, làm át chủ bài một trong đặt ở trấn yêu quan, dùng để phòng bị yêu tộc xâm lấn. Chỉ cần không phải vấn đạo tông trưởng lão loại kia hợp thể kỳ, thiên la lưới đều có thể trấn áp. Màu xám bóng người hiển nhiên không có vấn đạo tông trưởng lão trình độ, bằng không thì cũng sẽ không bồi dưỡng mục thiên thảo. Mang đi. Tăng Chấn Thủ ra lệnh một tiếng, 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ đem màu xám bóng người kéo về trấn yêu quan. Ngươi là như thế nào biết được mục thiên thảo phía sau có người? Trên đường trở về, Tăng Chấn Thủ hiếu kỳ. Liền chính mục thiên thảo đều không biết rõ nó là bị người bồi dưỡng ra được. Đây là Tăng Chấn Thủ tự mình tra hỏi mục thiên thảo đạt được kết quả. Mục thiên thảo không biết rõ, có thể là phía sau chi nhân tu sửa lại trí nhớ của nó. Ta đoán mục thiên thảo phía sau có người, có 2 điểm nguyên nhân. Điểm thứ nhất, mục thiên thảo vị trí quá xảo hợp, mục thiên thảo năng lực là khống chế kim đan kỳ. Nó xuất hiện vị trí vừa vặn chính là rừng rậm bên trong kim đan, kỳ yêu thú cùng kim đan kỳ tu sĩ nhiều nhất địa phương, đơn giản tựa như là có người tận lực đem nó trùng tại nơi đó, thuận tiện nó kiếm ăn. Điểm này ta cũng nghĩ qua, có khả năng thật là trùng hợp đâu. Cái này muốn nói điểm thứ 2 nguyên nhân. Tăng Chấn Thủ có chỗ không biết, tại ta cùng mục thiên thảo quá trình chiến đấu bên trong, nó đầu tiên là lấy trong trận pháp đoạn mất ta định hướng truyền tống phù. Định hướng truyền tống phù là nguyên anh kỳ tu sĩ chế tác. Mục thiên thảo khống chế đều là kim đan kỳ tu sĩ, không có khả năng từ kim đan kỳ tu sĩ nơi đó, biết được gián đoạn định hướng truyền tống phù phương pháp. Đồng thời nó còn cần rời núi đại trận Na Di đầm lầy vị trí, cái này đồng dạng không phải mục thiên thảo hẳn là nắm giữ trận pháp. Tất nhiên là có người dạy cho mục thiên thảo những kỹ xảo này, dùng để bảo mệnh, người kia lại lo lắng mục thiên thảo bại lộ hắn tồn tại, sửa đổi mục thiên thảo ký ức. Mục thiên thảo có thể làm cho hợp thể kỳ tu sĩ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nói rõ đối phương khẳng định là hợp thể kỳ. Mục thiên thảo trọng yếu như vậy đồ vật hắn khẳng định lưu lại ký hiệu biến mất, hắn khẳng định phải tới, ta lúc này mới mời Tăng Chấn Thủ xuất thủ, ở chỗ này mai phục người sau lưng. Tăng Chấn Thủ khoát tay, chỗ nào tính mời ta xuất thủ, đây là ta thân là chấn thủ chức trách, nên là ta cảm ơn ngươi mới là, nếu không có ngươi. Cái này mục thiên thảo cùng người sau lưng không biết còn muốn ẩn tàng bao lâu, giết hại bao nhiêu người. Hai người đang khi nói chuyện, trở lại trấn yêu quan. Tăng Chấn Thủ muốn trong đêm hỏi han màu xám bóng người, cùng Lục Dương tách ra. Lục Dương đi vào lữ điếm, Mạnh Cảnh Chu ba cái đã lấy lòng thức ăn ngon, chúc mừng Lục Dương tấn thăng kim đan kỳ. Tới, chúc mừng Lục Dương tấn thăng kim đan kỳ, cạn ly. Bốn người bưng lên đồ uống, ừng ực uống xong một chén. Lục Dương tấn thăng đến kim đan kỳ, ba người chúng ta cũng muốn tăng tốc tiến trình, ta có chút mặt mày, hai người các ngươi đâu? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Ta đang suy nghĩ kết một viên cùng huyễn cảnh có liên quan kim đan, về phần làm sao kết, còn cần nghiên cứu một chút. Đào Yêu Diệp nói, ta còn chưa nghĩ ra muốn kết cái gì kim đan. Man Cốt vò đầu, cười có chút xấu hổ.
Không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, tại chúng ta ở độ tuổi này, ngoại trừ Lục Dương, là thuộc ba người chúng ta tốc độ tu luyện nhanh nhất, không cần thiết quá đuổi. Mạnh Cảnh Chu khuyên bảo Man Cốt không nên nóng lòng, Man Cốt gật đầu, biểu thị chính mình biết rõ. Ta cần trở về tông môn, củng cố cảnh giới, ngày mai vừa vặn có một chiếc phi thuyền, ta cũng không cùng các ngươi cùng đi rừng rậm. Ba người đều có thể lý giải, Lục Dương đã là kim đan kỳ, lại cùng bọn hắn cùng đi rừng rậm đánh yêu thú, bọn hắn một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, lịch luyện hiệu quả sẽ đánh lớn chiết khấu. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Dương mua điểm trấn yêu quan đặc sản, mang lên Mục Thiên Thảo, cùng Mạnh Cảnh Chu ba người cáo biệt, leo lên phi thuyền. Lục Dương không có lựa chọn bay trở về Vấn Đạo Tông, có hai cái nguyên nhân. Đến một lần trấn yêu quan cùng Vấn Đạo Tông cự ly quá xa, kim đan kỳ linh lực dự trữ lượng không đủ, muốn dừng lại nghỉ ngơi thật lâu, không có lời. Thứ hai là Lục Dương sợ độ cao. Đương nhiên, chủ yếu là cái thứ nhất nguyên nhân, phi thuyền thương bên trong, Lục Dương chuẩn bị nghiên cứu một cái này mai lập lòe sáng lên vô địch đan, liền tiến vào tinh thần không gian, nhìn thấy đang ngủ Bất Hủ Tiên Tử. Đột xuất một cái không phân ngày đêm. Ngô, Lục Dương, ngươi tới rồi. Bất Hủ Tiên Tử vuốt mắt, mơ mơ màng màng cùng Lục Dương chào hỏi. Nguyên bản Lục Dương là chuẩn bị hỏi Bất Hủ Tiên Tử vô địch đan có chỗ lợi gì, lời đến khóe miệng, nói lại thay đổi, tiên tử, nếu không ngươi ngủ tiếp biết. Cũng được. Bất Hủ Tiên Tử ngã đầu liền ngủ. Lục Dương, ta chính là khách khí một cái. Chương 274, nhẹ nhàng. Bất Hủ Tiên Tử ngủ say sưa, Lục Dương không có ý tứ quấy rầy tiên tử an nghỉ, bắt đầu tay tự hành nghiên cứu vô địch đan. Lục Dương linh lực dự trữ lượng vốn là so cùng đẳng cấp người cao, đây là ăn đậu hũ ăn, kết đan về sau, linh lực dự trữ lượng càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh lực dự trữ lượng nói ít cũng tăng lên gấp 10, hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ cũng đang tăng thêm, không sử dụng Trảm Tự Quyết Phá Tự Quyết bực này đại sát tổn thương lực chiêu thức, bình thường chiến đấu có thể bảo trì sử dụng linh lực cùng hấp thu linh khí cân bằng, về sau chiến đấu tiết kiệm xuống mua đại hoàn đan tiền. Cùng Mục Thiên Thảo một trận chiến, đại hoàn đan cùng không cần tiền giống như đang ăn. Ăn đại hoàn đan chỉ còn lại đáng thương mấy hạt, sau đó ngẫm lại liền đau lòng. Lại có chính là tố chất thân thể tăng lên, lực lượng, tốc độ, phản ứng, đều viễn siêu trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại ta liền xem như cùng cấp bậc thể tu cũng có thể phân cao thấp. Lục Dương cười nói, đối với hiện tại chính mình phi thường có tự tin. Thân thể tố chất của hắn vẫn luôn là nhược điểm, không sánh bằng Mạnh Cảnh Chu loại này thể tu, càng so bất quá Man Cốt loại này nho tu. Hiện tại hắn rốt cục bổ sung khối này nhược điểm. Lục Dương phi thường tự hào, chính mình cái này thế nhưng là tiên nhân cùng khoản kim đan, gần với hậu cung kim đan. Tại nhất phẩm trong kim đan xếp hạng thứ hai, hậu cung kim đan là đem hậu cung lực lượng tập trung đến trên người một người, thuộc về mượn lực, không tính một người lực lượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, hậu cung kim đan cường đại là một đám người cường đại, đơn độc sách ra uy lực là không bằng vô địch đan. Chính mình vô địch đan mới là ý nghĩa thực tế trên kim đan đệ nhất. Theo Bất Hủ Tiên Tử nói, cái này so đại sư tỷ kim đan còn muốn cường đại. Lục Dương cảm thấy mình là vô địch, ai cũng có thể chiến thắng. Tục xưng nhẹ nhàng, thần thức cường độ cũng tăng lên. Nhất trực quan phản ứng là Lục Dương tinh thần không gian biến hóa, nếu như nói trước kia là quán trọ phòng đơn, hiện tại chính là bốn thất hai sảnh hai viện lớn nhà trệt. Bất Hủ Tiên Tử trước hết nhất phát giác được tinh thần không gian biến hóa, làm ra cải biến đem giường diện tích mở rộng gấp 3, sau đó thư thư phục phục đi ngủ. Lục Dương buông ra thần thức, nguyên một chiếc phi thuyền dáng vẻ đều tại thần thức phạm vi bên trong. Cái này trước kia là không thể nào. Lục Dương nhìn thấy phi thuyền huyền phù trận pháp xảy ra vấn đề, theo thuyền trận pháp chữa trị sư tu nửa ngày, cuối cùng đem huyền phù trận pháp triệt để tu xấu. Sau đó trận pháp chữa trị sư lo lắng bị người phát hiện, khấu trừ cuối năm thưởng, liền trực tiếp bay đến phi thuyền dưới đáy, nâng lên phi thuyền phi hành. Ta có phải hay không nhìn thấy cái gì khó lường hình tượng? Khống chế phân thân cự ly cùng khống chế phân thân số lượng hẳn là cũng tăng lên, chính là không biết rõ tăng lên bao nhiêu. Cũng không thể rời ra ngoài cái chậu hoa, trên phi thuyền tạo ra đến cái phân thân, ảnh hưởng không tốt. Chờ trở về khảo thí một cái. Chính là không biết rõ ta kim đan còn có cái gì tác dụng. Lục Dương nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Được rồi, các loại tiên tử tỉnh lại trực tiếp hỏi đi. Trên đường đi phi thuyền bay hữu kinh vô hiểm, đến xuống một cái đỗ đứng, trận pháp chữa trị sư tìm kiếm cứu binh, rốt cục đuổi tại phi thuyền trước khi cất cánh đem trận pháp sửa tốt. Đỗ mấy cái thành lớn về sau. Phi thuyền tại Vấn Đạo Tông trước cửa hạ xuống, Lục Dương đi xuống phi thuyền. Lục Dương chợt phát hiện trong đan điền trống trơn như vậy, không có kim đan tung tích, không biết rõ cái gì thời điểm em mất tích. Ta kim đan đâu? Hắn đang muốn đi tinh thần không gian hỏi Bất Hủ Tiên Tử là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Bất Hủ Tiên Tử nằm ở trên giường, ôm vô địch đan, ngủ say sưa. Lục Dương rất là bất đắc dĩ,
đánh thức bất hủ tiên tử. Tiên tử, ngươi có thể đừng ôm ta kim đan sao? Khiến cho ta còn tưởng rằng ta kim đan ném đi. Nàng rất nhanh liền dùng phong phú thượng cổ tri thức nghĩ kỹ lý do thoái thác, ngươi đây liền không hiểu được đi. Ngươi nhưng biết rõ cổ võ chi đạo. Bất hủ tiên tử đem vô địch đan nhẹ nhàng đẩy Lục Dương gật đầu, ta nhớ kỹ là thời kỳ thượng cổ một loại võ đạo. Đúng, loại này võ đạo không cần linh khí, chính là đơn thuần rèn luyện nhục thân, tu luyện tới cực hạn, nhục thân có thể so sánh nguyên anh kỳ. Cổ võ nhưng chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, bão đan. Cho nên ta hiện tại ôm ngươi kim đan, chính là để ngươi tiến vào bão đan cảnh giới. Lục Dương. Bất hủ tiên tử cùng Lục Dương có tương đồng thói quen, ưa thích ôm đồ vật đi ngủ, vô địch đan lại là thật lâu không gặp đồ vật, nàng rất cảm thấy thân thiết, nhưng lời này nàng không thể nói, có hại tiên nhân tôn nghiêm. Tiên tử ngươi có phải, hay không cảm thấy hai người chúng ta trí thông minh tại cùng một cái phương diện? Ngươi nào có bản tiên thông minh? Tiên tử, ngươi cũng ngủ hai ngày. Lục Dương ám chỉ tiên tử ngủ được quá nhiều, mời nàng ít ngủ một hồi. Ngươi biết cái gì, ta đi ngủ là vì khôi phục lực lượng. Không khôi phục lực lượng, thế nào đánh bại Vân Chi cái kia tiểu nha đầu? Nếu là tại thời kỳ thượng cổ, ta tại chỗ tử vong tại chỗ phục sinh, tiêu tán lực lượng sẽ một lần nữa bị ta nắm giữ. Hiện tại ta chết đi hơn 30 vạn năm, tử vong lúc trong thân thể lực lượng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, ta chỉ có thể dựa vào đi ngủ, chậm rãi khôi phục lực lượng. Vậy ngài hiện tại khôi phục bao nhiêu? Một hai thành dáng vẻ đi, không có cái khác tăng tốc phương thức lời nói, ngủ tiếp cái gần 110 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng nói hời hợt, trên dưới trăm năm tại năm gần 16 tuổi bất hủ tiên tử trước mặt, trong nháy mắt mà qua. Kết xuất vô địch đan cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy mình thiên hạ vô địch rồi? Vô địch đan có thể để ngươi công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, là bản tiên cho rằng làm kiêu ngạo đệ nhất đẳng kim đan. Bất hủ tiên tử đập Lục Dương bả vai, giống như là nhìn thấy bản thân thứ hai từ từ bay lên, chiếu sáng cả một cái thời đại. Cụ thể muốn làm thế nào đâu? Bất hủ tiên tử cười hắc hắc, nghĩ trước đây bản tiên kết xuất vô địch đan, vì nghiên cứu minh bạch cái này mai kim đan có tác dụng gì, tốn không ít tâm tư, có bản tiên tại, ngươi có thể trực tiếp vượt qua nghiên cứu giai đoạn, biết được vô địch đan tác dụng. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bất bại. Vô địch đan cái thứ nhất công năng chính là có thể nhìn ra đối phương thiếu hụt, để ngươi trong lúc chiến đấu nhằm vào đối phương thiếu hụt chế định chiến thuật, cứ như vậy, chẳng phải là tất thắng. Ta tại kim đan kỳ thời điểm chiến thắng Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, dựa vào là chính là cái này công năng. Lục Dương tâm phanh 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 nhảy, cái này vô địch đan không hổ là tiên nhân chi đan, quả thật cường đại. Đến, ta truyền thụ cho ngươi sử dụng phương thức, tốt. Vô địch đan sử dụng phương thức cũng không khó, chỉ là Lục Dương một mực không có tìm được phương pháp, có bất hủ tiên tử cái này người dẫn đường tại, Lục Dương rất nhanh liền nắm giữ vô địch đan sử dụng phương thức. Ngươi tùy tiện tìm người thử một chút. Lục Dương y theo bất hủ tiên tử lời nói. Nhắm ngay một vị sư huynh, Lục Dương nhớ kỹ vị sư huynh này, tại ngũ hành tông giao lưu hội kết thúc về sau, xếp hàng đánh chính mình một viên. Đã từng hắn xác thực đánh không lại, thay bất hủ tiên tử gánh tội, bây giờ hắn đạt được vô địch đan, làm muốn rửa sạch nhục nhã, chính chứng minh thực lực. Vô địch đan xoay chậm chậm, phân tích vị sư huynh này nhược điểm, rất nhanh. Lục Dương trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Ngươi đánh không lại, đổi một cái. Chương 275, vô địch đan tác dụng. Lục Dương trầm mặc rất lâu. Mới hỏi, tiên tử, này làm sao nói với ngươi công năng không đồng dạng? Cái này dính đến vô địch đan tác dụng thứ hai, đánh không lại sẽ rõ xác thực nói cho ngươi đừng đánh. Ngươi ngẫm lại xem, vì cái gì chiến đấu có thời điểm sẽ thắng, có thời điểm sẽ bại? Thất bại nguyên nhân là cái gì? Không phải liền là ngươi đánh không lại người ta mà. Hiện tại vô địch đan trực tiếp nói cho ngươi, ngươi đánh không lại người ta, cái này chẳng phải phòng ngừa ngươi chiến bại. Bất hủ tiên tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, logic rõ ràng, luận chứng có lý. Lần này, Lục Dương trầm mặc càng lâu, chủ yếu là hắn thế mà cảm thấy tiên tử nói rất có lý. Lục Dương dùng vô địch đan lần lượt đi xem sư huynh sư tỷ, đạt được đáp án không có sai biệt, đều là đánh không lại. Sư huynh của ngươi các sư tỷ thấp nhất đều là kim đan hậu kỳ, còn từng cái có thể vượt cấp chiến đấu, ngươi một cái kim đan, sơ kỳ còn không có vững chắc tu sĩ còn muốn đánh bại bọn hắn, đổi ta khống chế ngươi thân thể còn tạm được. Bất hủ tiên tử khuyên Lục Dương. Không muốn mơ tưởng xa vời chờ mạnh cảnh chu kết đan trở về đánh mạnh cảnh chu, là được rồi. Ngươi trước đây đánh Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên thời điểm, vô địch đan nói cho ngươi hai người bọn họ nhược điểm là cái gì? Ngươi nói cái này a, vô địch đan nói cho ta hai người bọn họ chính là trúc cơ kỳ, để cho ta tự do phát huy. Chờ đến thương nghiệp đường phố, Lục Dương mới tìm trở về một điểm tự tin. Thương nghiệp giữa đường không đều là hợp thể kỳ tu sĩ về hưu ở chỗ này dưỡng lão, cũng có ngoại lai kim đan kỳ tu sĩ ở chỗ này kinh doanh. Những này kim đan kỳ tu sĩ chiến lực bất phàm,
nhưng cùng Lục Dương so sánh liền lộ ra kém rất nhiều. Bánh bao nhân thịt lão bản, kim đan sơ kỳ tu vi, thần thức yếu kém, có thể tiến hành tinh thần công kích. Bách Hương lâu cửa hàng tiểu nhị, đánh không lại, đổi một cái. Sáu cánh vịt, nguyên liệu nấu ăn, kim đan sơ kỳ tu vi, nhược điểm là e ngại hỏa diễm, có thể sử dụng tam vị chân hỏa đối địch, cũng có thể điểm một đạo thịt vịt nướng, để bếp sau tiến hành xử lý. Nước trà cửa hàng lão bản, đánh không lại, đổi một cái. Tiệm may lão bản, kim đan trung kỳ tu vi, không nhược điểm, nhưng cưỡng ép chiến thắng. Kim đan bản chất là lục dương tinh khí thần ba hợp nhất, nói cách khác, vô địch đan vốn là lục dương thân thể một bộ phận, có thể căn cứ lục dương nhận biết, chế định xuất hành hữu hiệu đối sách, tương đương với lục dương nhiều một cái đầu óc. Quán đồ nướng Lưu sư phó, đánh không lại, đổi một cái. Quán đồ nướng Cao sư phó, đánh không lại, đổi một cái. Lục Dương lúc này mới phát hiện, chính mình tại bất chi bất giác ở giữa, đi tới bất hủ giáo tổng bộ. Quán đồ nướng bận rộn, giáo chủ và bất hủ tiên nhân ngay tại đưa hàng tới cửa, từ trong nhẫn chứa đồ chuyển giao vừa giết ngưu dương thịt. Lục Dương. Giáo chủ nhìn thấy Lục Dương, nhãn thần phức tạp, ba phần xoắn suýt, ba phần hối hận, bốn phần may mắn. Lưu sư phó cùng Cao sư phó cũng là tương tự phản ứng. Nếu không phải Lục Dương, bất hủ giáo há có thể rơi vào kết quả như vậy, ai có thể tin tưởng. Cái này tiểu tử mới vừa vào dạy 2 tháng, liền hủy diệt bất hủ giáo. Lục Dương. Tới, tiến đến ngồi. Bất hủ tiên nhân nhìn thấy Lục Dương, cùng giáo chủ phó giáo chủ biểu lộ hoàn toàn khác biệt, biểu hiện tương đương nhiệt tình. Không nhiệt tình không được, không đề cập tới cái này tiểu tử thể nội ở bất hủ tiên tử, là bất hủ một mạch đầu nguồn, trời sinh cao chính mình nhất đẳng. Chỉ nói cái này tiểu tử địa vị, là bất hủ tiên tử cùng Vân Chi Đại Hồng Nhân, cái nào thân phận đều không phải là chính mình có thể đắc tội. Đương nhiên muốn lấy lòng. Đáng tiếc hiện tại là buổi sáng, thịt còn không có ướp gia vị, không phải ta liền cho ngươi sâu nướng. Bất hủ tiên nhân tiếc nuối nói, nhìn ra được hắn là thật muốn cho Lục Dương sâu nướng. Bất hủ tiên nhân sâu nướng, cái này đãi ngộ đặt ở kiếp trước, cùng lực sĩ cởi giày một cái cấp bậc. Lục Dương cũng có chút không được tự nhiên, bất hủ giáo cao tầng đều ở nơi này, nếu không phải giáo chủ, Lưu sư phó, Cao sư phó đều bị đại sư tỷ luyện hóa thành ma cọp vồ, không thể đối vấn đạo tông đệ tử sinh ra địch ý. Lục Dương cảm thấy mình là sống lấy đi không ra quán đồ nướng. Giáo chủ cùng vấn đạo tông trưởng lão là cùng thời đại người, là hợp thể đỉnh phong. Ta còn có chuyện quan trọng muốn tìm đại sư tỷ, liền không tiến vào. Lục Dương chối từ, bất hủ tiên nhân nghe xong Lục Dương muốn đi tìm đại sư tỷ, tranh thủ thời gian buông tay, không còn ngăn đón Lục Dương. Lục Dương sau khi đi, bất hủ tiên nhân con mắt nhắm lại, Lục Dương kết đan, nhìn ra hắn kết chính là loại nào kim đan sao. Giáo chủ lắc đầu, từ phẩm tướng nhìn. Là nhất phẩm kim đan, nhưng cụ thể là loại kia, tha thứ mắt của ta vụ, nhìn không ra. Nên là một loại hoàn toàn mới kim đan, cái này cũng phù hợp vấn đạo tông phong cách. Tại vấn đạo tông chờ đợi lâu như vậy, bất hủ giáo cao tầng sờ đến một điểm vấn đạo tông quy luật, tỉ như vấn đạo tông đệ tử kết đan xưa nay không đi đường thường, kết xuất tới kim đan đủ loại. Muốn khởi động cái kia nhằm vào Lục Dương kế hoạch sao? Giáo chủ mở ra kết giới, nhẹ giọng hỏi, sợ hãi bị người phát hiện đồng dạng. Bất hủ tiên nhân gật đầu, đã hắn đã kết đan, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc, cho Lục Dương tới một cái trở tay không kịp, nhớ kỹ, nhất định phải tại Vân Chi không có ở đây thời điểm chấp hành kế hoạch. Như Vân Chi xuất hiện, hết thảy kế hoạch giao chi chảy về hướng đông, chúng ta mấy cái cũng rơi không được kết cục tốt. Việc này phải tất yếu giữ bí mật, nếu có thể thành công, chúng ta mới có tương lai. Bất hủ tiên nhân trầm giọng nói ra, mặc dù không biết rõ Lục Dương kết đan chủng loại, nhưng biết rõ hắn kết đan là được rồi. Chúng ta có thể mượn lý do này cho hắn tặng lễ, tận lực làm hắn vui lòng. Nhớ kỹ, tặng lễ kế hoạch không thể xuất hiện chỗ sơ suất, quan hệ này đến chúng ta có thể hay không đem chi nhánh mở ra vấn đạo tông. Chúng ta ghi nhớ. Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, đại sư tỷ hoàn toàn như trước đây đang ngồi tu luyện. Nàng cảm ứng được Lục Dương đến, chậm rãi mở mắt, cẩn thận chu đáo Lục Dương. Kết đan rồi. Đại sư tỷ trên nét mặt hiếm thấy lộ ra nghi hoặc, không nhận ra được Lục Dương kim đan chủng loại, ngươi kết chính là loại nào kim đan? Lục Dương thành thật khai báo, cùng bất hủ tiên tử kết chính là đồng dạng kim đan, tên là vô địch đan. Vân Chi gật đầu, xem ra là một loại tại dòng sông lịch sử bên trong biến mất kim đan danh tự ngược lại là rất có tiên tử phong cách, về phần uy lực, đã cùng tiên tử kết chính là cùng loại kim đan, nghĩ đến tại nhất phẩm trong kim đan cũng có thể đứng hàng trước ba. Cái này mai kim đan có gì công hiệu? Có thể nhìn thấu đối thủ nhược điểm, chế định tính nhắm vào chiến thuật, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Ồ! Đại sư tỷ hứng thú, giọng nói đều dịu đi một chút, không còn lãnh đạm như băng, nếu ta là đối thủ của ngươi, ngươi vô địch đan có thể hay không nhìn ra nhược điểm của ta. Lục Dương nghe xong mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ta thử một chút. Lục Dương thôi động vô địch đan,
đi nhìn trộm đại sư tỷ nhược điểm, không chút nào ngoài ý muốn. Vô địch đan đáp lại cùng trước đó đồng dạng, đánh không lại, đổi một cái. Lục Dương đem kết quả cáo chi đại sư tỷ, liền nghe đại sư tỷ tiếp tục hỏi, nếu ta nhất định phải đánh đâu? Đã chiến đấu không cách nào tránh khỏi, vô địch đan rất nhanh cho ra đến tiếp sau đáp án, hiện tại tự SS còn có thể cam đoan người bách chiến bách thắng chiến tích. Lục Dương, ta hiện tại một lần nữa kết đan còn kịp sao? Đều nói kim đan không hối hận, Lục Dương không biết rõ người khác là thế nào nghĩ, dù sao hắn là rất hối hận. Ta tới ngươi tiên nhân cùng khoản kim đan. Chương 276, vô địch thế. Đều nói kim đan vô hối, ngươi sao có thể đổi ý? Lục Dương vang lên bên tai bất hủ tiên tử ân cần dạy bảo, cái này thế nhưng là vô địch đan, ngày sau có thể giúp trở thành gần với bản tiên nhân, ngươi có cái gì không biết đủ? Bất hủ tiên tử trực tiếp từ tinh thần không gian đi ra, tại thế giới hiện thực hiện hình, ta còn chưa nói xong, cái này mai kim đan có tác dụng thứ ba. Là cái gì? Người nhưng biết rõ tu tiên trọng yếu nhất cũng không phải là tu luyện thiên phú, mà là vĩnh viễn không nói bại đạo tâm. Có bao nhiêu người trên đường đi tu luyện xuôi gió xuôi nước, nhận một điểm nhỏ ngăn trở liền đã mất đi đấu trí, từ đây trầm luân, cái này sự tình ta thấy qua quá nhiều. Ta cùng ngươi nói qua vô địch thế, là thuộc về đạo tâm một loại, ngươi tại rừng rậm bên trong hình thành vô địch thế, dùng vô địch thế ngưng tụ thành vô địch đan, đây là đạo tâm chi đan, vô địch đan tác dụng thứ ba, cũng là chủ yếu công năng, chính là vững chắc đạo tâm. Vô địch thế trọng yếu bao nhiêu, thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền một câu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ngươi cùng địch nhân giao chiến, thắng bại thường thường ngay tại một nháy mắt, có được vô địch thế, ngươi liền có thể trong trận chiến đấu này đại hoạch toàn thắng. Lấy bản tiên làm thí dụ, nghĩ trước đây bản tiên tại Kim Đan kỳ lúc đối mặt Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên, lấy toàn lực chuẩn bị chiến đấu, dựa vào vô địch thế, nhất cổ tác khí, chiến thắng hai người bọn họ. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ hai người bọn họ kia thời điểm mới trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ thế nào? Chiến đấu sự tình can hệ trọng đại, không được phớt lờ, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý này ngươi muốn minh bạch. Trúc cơ kỳ nghịch chiến kim đan kỳ ví dụ còn ít sao, tỷ như ngươi, tỷ như ta, đều là sống sờ sờ ví dụ, vạn nhất Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên bọn hắn có thể nghịch chiến kim đan kỳ đâu. Tiên tử nói có đạo lý. Bất hủ tiên tử tiếp tục nói ra, lùi một bước nói, cho dù ngươi thua rối tinh rối mù, vô địch đan có thể để ngươi vẫn như cũ tràn đầy tự tin, cho là mình là thiên hạ vô địch. Lục Dương, cái này không phải liền là bành trướng. Kia tiên tử ngươi tại kim đan kỳ thời điểm thua qua sao? Nói đùa, bản tiên thất bại. Bản tiên tại kim đan kỳ thời điểm, đem Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, cửu trọng tiên đều đánh một lần, ai có thể thắng ta? Tuế Nguyệt Tiên đâu? Bất hủ tiên tử không lắm để ý khoát tay, Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh, không thể dùng cảnh giới cân nhắc, bản tiên cùng hắn chiến đấu không có ý nghĩa. Vân Chi ở một bên lặng lặng nghe, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đã sớm biết rõ Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh, cái này tại Đại Càn thời đại cổ tịch phía trên là có ghi lại. Đúng rồi đại sư tỷ, ta tại rừng rậm bên trong tìm được một gốc sinh ra linh trí mục thiên thảo. Lục Dương từ trong bao bố móc ra còn tại dãy rộ mục thiên thảo. Làm đại sư tỷ lạnh lùng ánh mắt ném đến mục thiên thảo bên trên, mục thiên thảo cảm thấy một trận phát lạnh, giống như là rơi vào rét lạnh hầm băng. Việc này ta đã sớm biết, ngươi có thể chú ý tới mục thiên thảo phía sau còn có người, rất không tệ. Lục Dương sững sờ, nghe đại sư tỷ ý tứ, hẳn là bọn hắn, tại rừng rậm lịch luyện toàn bộ quá trình đều tại đại sư tỷ nhìn chăm chú. Vậy cái này mục thiên thảo. Mục thiên thảo thành thục phương thức cũng không phải là chỉ có ăn người một loại, nó lựa chọn nhất cấp tiến phương thức, làm phải bị nghiêm khắc nhất trừng trị, ngươi đem bụi cỏ này đưa đến đan đỉnh phong, đem mục thiên thảo hành động cáo chi thất trưởng lão tự sẽ biết rõ xử trí như thế nào. Từ đan đỉnh phong sau khi trở về, ngươi trở về tìm ta một chuyến, ta có khác sự tình bẩm báo. Vâng. Lục Dương tràn đầy lòng hiếu kỳ, nghĩ biết rõ đại sư tỷ trong miệng có khác sự tình, bẩm báo ra sao sự tình, nhưng đại sư tỷ không nói, hắn cũng không dám hỏi, đành phải đi trước đan đỉnh phong. Lục Dương trước khi đến đan đỉnh phong chuyện thứ nhất chính là trước ấm ức, hoàn thành thể nội từ tuần hoàn, miễn cho bị không biết rõ từ đâu xuất hiện độc dược hạ độc được, kim đan kỳ tại đan đỉnh phong độc dược trước mặt còn chưa đủ nhìn. Cũng may tấn thăng đến kim đan kỳ về sau, không chỉ có thể trình độ nhất định máy kiểm soát quan, tỉ như di động ngũ tạng lục phủ vị trí, còn có thể tiến hành thể nội từ tuần hoàn, thực hiện đúng nghĩa thượng thiên vào biển xuống đất. Xin hỏi thất trưởng lão ở đâu? Lục Dương tìm tới một vị nhìn quen mắt đan đỉnh phong sư huynh, hẳn là trước đây xếp hàng đánh chính mình trong đó một vị. Là Lục sư đệ a, ngươi muốn tìm sư phụ. Hắn lão nhân gia hiện đang trong đan phòng viết văn. Viết văn? Đan đỉnh phong sư huynh một bên dẫn Lục Dương đi, một bên nói ra, đúng a, chúng ta đan đỉnh phong luyện đan phong cách tại luyện đan giới không tính chủ lưu, ngoại giới ghen ghét tài hoa của chúng ta, vì mở rộng ta đan đỉnh phong lực ảnh hưởng,
Sư phụ cổ vũ chúng ta viết văn phát biểu đến ngoại giới, để ngoại giới nhận biết chân chính chúng ta. Đan đỉnh phong bên trong thảm thực vật rậm rạp, lục thực như ấm, linh thảo khắp nơi trên đất, khắp nơi có thể thấy được luyện chế đại hoàn đan, tích cốc đan vật liệu, nếu không chú ý dưới chân, không chừng liền đem cái nào gốc linh thảo dẫm chết. Tuy nói không bằng dược viên những cái kia thảo dược chân quý, nhưng phóng tới ngoại giới, những này linh thảo đồng dạng có thể bán được không ít giá cả. Đến, chính là chỗ này. Ngoại giới luyện đan sư địa vị cao thượng, từ trước đến nay ưa thích dùng xa hoa trang hoàng, đến hiển lộ rõ ràng chính mình địa vị đặc thù, trái lại thất trưởng lão đan phòng, từ ngoại giới nhìn tựa như là một gian nhà tranh, được xưng tụng một tiếng mộc mạc. Đan phòng hoàn cảnh cũng không phải là nhà tranh có thể sánh được. Lục Dương có thể cảm nhận được đan phòng tràn ra nồng đậm dược tính, đôi này nguyên anh kỳ tu sĩ đều là rất có ích lợi, có thể chậm chạp cải thiện thể chất. Đan đỉnh phong sư huynh ly khai về sau, Lục Dương xem chừng gõ cửa, lo lắng quấy rầy thất trưởng lão mạch suy nghĩ. Vào đi. Gặp qua thất trưởng lão, Lục Dương cung kính hành lễ. Thất trưởng lão tóc trắng phơ, trên mặt lại là một điểm nếp nhăn đều không có, thanh niên bộ dáng, thần thái sáng láng, không biết rõ cái này có phải hay không cùng trường kỳ luyện đan có quan hệ. Nghe nói trưởng lão ngài tại viết văn. Lục Dương nghĩ biết rõ luyện đan giới mới nhất học thuật động tĩnh, ngày sau gặp được luyện đan sư cũng thuận tiện trang bức. Đúng, ta đang nghiên cứu một thiên cổ đan phương, là đại hạ vương triều thủ tịch luyện đan sư khai quật ra. Hắn không cách nào mở ra cổ đan phương câu đố, liền công khai treo thưởng, mời luyện đan danh túc đều tiến hành phân tích tìm ra lời giải. Nếu là có thể mở ra câu đố, liền có thể là ta đan đỉnh phong chính danh. Cổ đan phương xuất từ một vị thời kỳ thượng cổ luyện đan đại sư, phía trên ghi chép một loại có thể khiến người ta mang thai đan dược, bất quá cũng không có cho đan dược đặt tên. Chúng ta mấy cái luyện đan sư thương nghị một phen, quyết định đem nó mệnh danh là Tống Tử Đan. Bất quá bản này đan phương quá cổ lão, có không trọn vẹn, ghi lại không được đầy đủ. Ta liền căn cứ trên phương thuốc còn có thể phân biệt thảo dược, tăng thêm chính ta lý giải không ngừng tiến hành nếm thử, ý đồ phục hồi như cũ, cứ việc đều thất bại, nhưng cũng loại bỏ đại bộ phận khả năng. Cho tới bây giờ, ta còn không có nghe nói ai chân chính phục hồi như cũ đan phương. Bất quá làm ta kỳ quái là, trên phương thuốc viết dược tài đều là mỹ dung dưỡng nhan, cũng không mang thai công hiệu, ta hoài nghi trên phương thuốc thiếu khuyết chính là thượng cổ mới có, hiện tại đã tuyệt tích dược tài. Có thể cho ta xem một chút sao? Lục Dương luôn cảm thấy cái này Tống Tử Đan công hiệu nghe được quen tai. Thất trưởng lão lấy ra một tờ đan phương phục chế phẩm, phía trên bày ra lấy rất nhiều dược tài, đan phương có lỗ hổng. Đây là một vị tên là Thanh Hà luyện đan sư viết xuống đan phương khúc dạo đầu liền miêu tả Tống Tử Đan tác dụng, lấy nước sông phục đưa, nhưng mang thai. Lục Dương trầm mặc một cái, nói ra, có hay không một loại khả năng, ta nói là khả năng, để nữ tử mang thai không phải Tống Tử Đan, mà là nước sông. Chương 277 Tấm gương Lục Dương. Nếu nói mới gặp đan phương thời điểm, Lục Dương còn không dám xác định Thanh Hà luyện đan sư nói tới nước sông, có phải hay không tử mẫu hà nước sông. Rất nhanh tinh thần không gian bên trong vang lên bất hủ tiên tử liền để Lục Dương kiên định ý nghĩ này. A, là Thanh Hà. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng là bản tiên thành tín nhất tín đồ, làm việc rất phù hợp bản tiên tâm ý. Nước sông. Ta tại một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy qua. Nói thời kỳ thượng cổ có một con sông, nữ tử uống con sông này nước sông, liền có thể mang thai. Lại có như thế thần kỳ nước sông. Thất trưởng lão phi thường kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói qua còn có loại này sông. Lục Dương trong lòng tự nhủ đây coi là cái gì, thất trưởng lão ngày gặp qua có thể mọc ra hoa tỉ muội sông sao. Tại bất hủ tiên tử dạy bảo dưới, Lục Dương kiến thức đã siêu việt hợp thể kỳ tu sĩ. Thất trưởng lão đối Lục Dương biết được thượng cổ bí ẩn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Lục Dương làm đại diện tông chủ tiếp đãi ngũ hành tông thời điểm liền hiển lộ ra, cân nhắc đến Lục Dương là Vân Chi tiểu sư đệ, hắn biết được thượng cổ bí ẩn cũng có thể giải thích thông. Nước sông này từ đâu mà đến, chẳng lẽ thiên sinh địa dưỡng nước sông? Lục Dương do dự một cái, tử mẫu hà nước sông là bất hủ tiên tử luyện chế, nhưng bất hủ tiên tử tồn tại không thể vì ngoại nhân biết được. Ngươi liền nói là ứng thiên tiên luyện chế nước sông, dù sao hắn đều đem bản tiên thực đơn tác quyền đoạt, không kém một đầu tử mẫu hà. Bất hủ tiên tử vung tay lên, biểu hiện tương đối hào phóng. Lục Dương tôn trọng bất hủ tiên tử ý tứ, nói với thất trưởng lão, là thời kỳ thượng cổ ứng thiên tiên luyện chế nước sông. Thì ra là thế, tiên nhân xuất thủ cho là bất phàm, luyện chế ra loại này trái với lẽ thường nước sông cũng tại lẽ thường bên trong. Thất trưởng lão rất nhanh liền tin Lục Dương lý do thoái thác. Đúng rồi, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Lục Dương móc ra mục thiên thảo, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sự tình chính là như vậy, đại sư tỷ nói bụi cỏ này giao cho ngươi xử trí. Thất trưởng lão nhãn tình sáng lên, lại là sinh ra linh trí linh thảo, quả nhiên là khó được, đại đa số sinh ra linh trí linh thảo chưa từng làm ác,
không tiện luyện chế thành đan, có thể tính có một gốc linh thảo rơi xuống ta trong tay. Thất trưởng lão là lần đầu tiên được cho phép dùng sinh ra linh trí thảo dược luyện đan, vô cùng vui sướng, sinh ra linh trí mục thiên thảo giá trị không cách nào đánh giá, nói, ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Lục Dương liên tục khoát tay, không cần không cần, mục thiên thảo hại người vô số, có thể xử trí bụi cỏ này là được. Thất trưởng lão gặp Lục Dương cái gì cũng không muốn, trực tiếp thay hắn làm ra quyết định, cái này như thế nào khiến cho, dạng này, ta cho ngươi miễn phí luyện chế 3 lần đan dược. Hắn thuật luyện đan, tại toàn bộ tu tiên giới đều không nhất định có thể tìm ra mấy cái mạnh hơn hắn, mời hắn xuất thủ một lần luyện chế đan dược, đủ để móc sạch luyện hư kỳ tu sĩ nội tình. Ly khai đan đỉnh phong, tại Lục Dương quay về Thiên Môn Phong trên đường, đối diện đi tới mười mấy người, bọn hắn nhìn thấy Lục Dương nhãn tỉnh sáng lên. Lục sư huynh tốt. Bọn hắn chỉnh tề tiếng la đem Lục Dương giật mình kêu lên. Lục Dương chú ý tới mười mấy người này có nam có nữ, cùng mình tuổi tác tương tự. Các ngươi là? Vệ Nam Phi sư đệ, Kim Cầm Cầm sư muội. Lục Dương nhận ra mười mấy người này là cùng hắn cùng nhau tiến vào Vấn Đạo Tông đệ tử. Vệ Nam Phi sư đệ còn nhỏ bị mẹ kế độc hại, may mắn được Đái Bất Phàm sư huynh đi ngang qua, xuất thủ tương trợ. Kim Cầm Cầm sư muội tại sơn cốc ăn vào qua một viên quả, là thanh mộc tiên quả, có thể để cho thể nội khí tức sinh sinh không dứt, tự hành lưu chuyển. Trước đây một mực chưa từng gặp qua bọn hắn, nghĩ đến là còn chưa trúc cơ, gần nhất trúc cơ thành công, mới cho phép ra đi lại. Lục Dương dùng thần thức quét qua, quả là thế, cái này hơn 10 vị sư đệ sư muội đều đã trúc cơ. Tại ở độ tuổi này trúc cơ, đặt ở ngoại giới đã là thiên tài, có thể để cho nhất phẩm tông môn tông chủ xem như đời tiếp theo tông chủ bồi dưỡng. Lục Dương bọn hắn 5 người là lệ riêng, dùng đại sư tỷ nói, bọn hắn 5 người thiên phú là đại thế đến chứng minh, Vấn Đạo Tông chưa hề tại, cùng một giới tuyển nhận 5 cái thiên phú có 102 thiên hạ đệ tử. Sư đệ các sư muội đều dùng sùng bái nhãn thần nhìn xem Lục Dương. Vị này chính là trong truyền thuyết Lục Dương sư huynh sao, bọn hắn mới trúc cơ, Lục Dương sư huynh đã kết đan, chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Nghe nói Lục Dương sư huynh đảm nhiệm qua đại diện tông chủ, cái này tại Thiên Kiều xuất hiện lớp lớp Vấn Đạo Tông đều là lần thứ nhất. Bọn hắn nghe tham gia ngũ hành tông giao lưu sư huynh nói, Lục Dương sư huynh tinh thông ngũ hành pháp thuật, sẽ tam muội chân hỏa, xúc địa, tị thủy quyết, còn có thể chế tạo phân thân, kiếm pháp càng là cùng tuổi đệ nhất, có thể học được trong đó một loại còn khó khăn, chớ đừng nói chi là đều học xong. Tấm gương A, bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hướng Lục Dương sư huynh học tập, mau chóng đuổi kịp bước tiến của hắn. Lục Dương miễn cưỡng một phen sư đệ sư muội, nói, đại sư tỷ tình ta có việc, đi trước một bước. Lục Dương sư huynh gặp lại. Sư đệ các sư muội nhiệt tình tiễn biệt Lục Dương, lưu luyến không rời. Trên đường đi Lục Dương khóe miệng đều mang ý cười, có sư đệ sư muội cảm giác là không tệ. Đại sư tỷ, ta trở về. Đại sư tỷ chính xử lý công vụ, giải quyết các phương đối Vấn Đạo Tông khiếu nại, tỷ như ngũ hành tông tông chủ mãnh liệt khiển trách nhị trưởng lão quấy rối hắn mẫu thân hành vi. Lại tỷ như ngũ hành, tông tông chủ mẫu thân hy vọng nhị trưởng lão lần sau có thể đưa điểm có ý, mới lễ vật. Lại tỷ như Bất Ngữ đạo nhân lào đào vào tù, hy vọng Vân Chi làm người bảo đảm đem hắn bảo đảm ra. Lại tỷ như có người hy vọng nghe Bất Ngữ đạo nhân giảng thuật vấn đạo, tông truyền kỳ đến tiếp sau, xin nhốt tại Bất Ngữ đạo nhân sát vách, đại hạ vương triều hy vọng Vân Chi mau đem Bất Ngữ đạo nhân vớt ra, hiện tại trong đại lao đều là tới nghe Bất Ngữ đạo nhân giảng bình thư phạm nhân. Nàng xoa nhẹ mi tâm, nghĩ không minh bạch vì cái gì Vấn Đạo Tông một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh, sẽ có phiền toái nhiều như vậy sự tình cần xử lý. Nàng làm sao nhớ kỹ sư phụ làm tông chủ thời điểm tựa hồ, cũng không phiền toái nhiều như vậy, đại sư tỷ đứng dậy, ra hiệu Lục Dương tới, đã trở về, như vậy tùy ta cùng đi. Đi nơi nào? Lục Dương hiếu kỳ. Bất Hủ giáo hủy diệt về sau, giáo chủ khai ra Bất Hủ giáo chỗ khởi nguyên vị trí, cũng chính là đời thứ nhất giáo chủ nhìn thấy Bất Hủ tiên nhân di tích địa phương. Đại hạ vương triều từng phái người đi qua nơi đó dò xét, trong báo cáo xưng nơi đó có rất nhiều hư hư thực thực thời kỳ thượng cổ đồ vật. Bởi vì thời kỳ thượng cổ quá mức xa xôi, văn tự, truyền thừa, thượng cổ tiếng nói, hiểu rõ đều là một góc của băng sơn. Đại hạ vương triều đối mặt những cái kia thời kỳ thượng cổ đồ vật, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng tùy tiện hành động sẽ hư hao những này đồ vật. Đối với thời kỳ thượng cổ, ta hiểu rõ không bằng Bất Hủ tiền bối nhiều, lại chuyện này cùng tiền bối cùng một nhịp thở, tiền bối hướng phía trước đi tới. Đại hạ vương triều đem chuyện này nói cho ta về sau, nguyên bản ta muốn mang ngươi cùng tiền bối cùng nhau thăm dò di tích. Kia thời điểm ngươi ngay tại rừng rậm lịch luyện, ở vào kết xuất loại nào kim đan thời kỳ mấu chốt, liền không có quấy rầy ngươi. Bây giờ ngươi đã thành công kết đan, ta liền có thể yên tâm mang ngươi tiến về di tích. Đại sư tỷ nói, đi ra động phủ, hướng lên trời ngoắc, bầu trời xuất hiện một đạo lỗ hổng, bạch vân từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại sư tỷ trước người. Đi thôi,
Chương 278, đời thứ nhất giáo chủ. Đại Hạ chính thức đem di tích mệnh danh là Bất Hủ di tích. Bất Hủ di tích ở vào Đại Nhạn quận phụ cận một tòa bên trong ngọn núi nhỏ, dân bản xứ quản ngọn núi này gọi Phế núi. Trong núi tài nguyên thưa thớt, cảnh sắc cũng thường thường không có gì lạ, dân bản xứ không thế nào đến Phế núi. Trải qua sơ bộ khảo sát, phỏng đoán là thượng cổ thời kỳ cuối di tích. Tại đi di tích trước đó, Vân Chi Giản Yếu cùng Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử giới thiệu di tích tình huống. Hiện tại thế nhân đối thời kỳ thượng cổ hiểu rõ, có 7 thành là dựa vào tiền nhân ghi chép, có 3 thành là đào móc Đại Càn Vương triều di tích. Bởi vì thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần nguyên nhân, thời kỳ thượng cổ di tích ít càng thêm ít, lại đại đa số đều không trọn vẹn không chịu nổi, cơ hồ không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Lục Dương thì có chỗ khác biệt, hắn đối thời kỳ thượng cổ hiểu rõ có 10 thành dựa vào Bất Hủ tiên tử. Nghe đại sư tỷ giới thiệu, Lục Dương há to miệng, biểu hiện ra một bộ 10 phần do dự dáng vẻ. Chuyện gì? Chúng ta có cần phải một bên ăn nồi lẩu, một bên giới thiệu di tích tình huống sao? Lục Dương trước mặt nồi lẩu chính ùng ục bốc lên bọt, trên mặt bàn bày biện một bàn bàn thịt bò dựa theo chủ quán thuyết pháp, những này theo thứ tự là điếu long, thi bính, tam hoa chỉ, ngũ hoa chỉ, châu tạp món ăn nguội. Lục Dương ngược lại là, không có nghĩ qua có thể đem châu từng cái bộ vị điểm như thế cẩn thận. Nồi lẩu đối diện, xinh đẹp thiên tiên nữ tu mặt không thay đổi nhìn xem Lục Dương ăn nồi lẩu, làm cho Lục Dương áp lực rất lớn. Hiện tại cùng tử hình, còn không bằng trực tiếp đi Bất Hủ di tích. Thịt bò nồi lẩu nghe tiếng thiên hạ, nơi này thực khách đều là chạy nồi lẩu tới, nhưng đại sư tỷ kia không ăn khói lửa nhân gian siêu thoát khí chất, cùng nhà này tiệm lẩu không khí không hợp nhau, có không ít người, cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt trôi hướng Lục Dương cùng Vân Chi bên này, hiếu kỳ thân phận của hai người. Nếu là có cẩn thận người liền sẽ phát hiện, một nam một nữ này mặc dù đang nói chuyện, nhưng nói là cái gì lại một chữ đều nghe không rõ. Đây cũng không phải là cách âm trận pháp loại kia đơn giản đồ vật, mà là cấp độ càng sâu, tiếp cận ảo cảnh pháp thuật. Vân Chi từ trong nồi kẹp lên một khối thịt bò, dính một hồi cát trà tương, miệng nhỏ khẽ nhếch, đem khối này thịt bò đưa vào trong miệng, động tác ưu nhã không giống như là đang ăn nồi lẩu, càng giống là đang ăn cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Thịt bò nồi lẩu là Đại Nhạn quận đặc sản, người khó được tới đây một lần, làm muốn nhấm nháp nơi đó mỹ thực, dùng cái này phong phú lịch duyệt. Ngươi tính cách nhảy thoát, nhất định đi hồng trần tu con đường. Đây cũng là tu hành một bộ phận. Vân Chi dừng một chút, tiếp tục nói ra, cũng thuận tiện chúc mừng ngươi thành công tấn thăng kim đan kỳ. Nói, Vân Chi giơ lên chén trà, cùng Lục Dương đụng phải một cái. Lục Dương thụ sủng nhược kinh, cẩn thận nghiêm túc nâng chung trà lên. Một bữa cơm về sau, hai người ly khai tiệm cơm, Lục Dương trở về chỗ vừa rồi hương vị, nên nói không nói, là thật rất ăn ngon. Lục Dương vừa định hỏi tiếp xuống đi đâu, đã cảm thấy cổ áo bị đại sư tỷ níu lại. Đại sư tỷ hướng phía trước phóng ra một bước, không gian vặn vẹo, tràng cảnh biến hóa, trực tiếp từ tiệm cơm cửa ra vào đi vào hoang vu Phế núi. Đây mới là xúc địa thành thốn. Bất Hủ tiên tử hưng phấn nói. Trường Kỳ cùng Lục Dương đợi cùng một chỗ, nàng suýt nữa quên mất chân chính xúc địa thành thốn là không gian pháp thuật, không phải tại trong đất chui tới chui lui. Phế trên núi, quan binh ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, trận địa sẵn sàng đón quân địch, những này là Đại Hạ Vương đạo tinh nhuệ quân đội. Đều có tu vi mang theo, có thể tổ kiến quân hồn đại trận đối địch. Bất Hủ di tích chính là Bất Hủ giáo chỗ khởi nguyên, không phải do triều đình không coi trọng. Thế nhưng là Vân Chi đạo hữu ở trước mặt, một vị người khoác trọng giáp, hai đầu lông mày tản ra quyết đoán lão tướng quân đi tới, mỗi đi một bước đều sẽ trọng giáp đều sẽ phát ra tiếng vang nặng nề. Lão tướng quân sớm đã tiếp vào tin tức, nói Vấn Đạo Tông sẽ phái người tới đây thăm dò Bất Hủ di tích. Hắn nắm giữ lấy chi này quân đội tinh nhuệ, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến, trong triều rất có địa vị. Nhưng hắn không dám dựa vào quyền lực tại Vân Chi trước mặt kiêu căng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn may mắn gặp qua Vân Chi xuất thủ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm, mời Vân Chi tới, triều đình đến cùng là muốn thăm dò Bất Hủ di tích, vẫn là nghĩ dỡ bỏ Bất Hủ di tích. Vân Chi gật đầu, cũng không nhiều lời. Lão tướng quân đem ánh mắt dừng lại trên người Lục Dương, một cái vừa mới kết đan tiểu tu sĩ. Không minh bạch Vân Chi đạo hữu vì sao mang lên hắn. Lão tướng quân không có hỏi đến, nếu là Vân Chi đạo hữu mang tới, vậy liền không cần phải đi quản. Hắn còn có thể ngăn lại Vân Chi hay sao? Mời tới bên này. Lão tướng quân bày ra một cái tư thế xin mời, mời Vân Chi tiến vào Bất Hủ di tích. Thấy cảnh này sĩ binh đều đang âm thầm đoán, người tới là cỡ nào thân phận, để tướng quân trịnh trọng như vậy đối đãi. Trưởng công chúa, đại công chúa, một vị nào đó độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Các binh sĩ tố chất cực cao, coi như trong lòng có nghi hoặc cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thủ vững chức trách, luyện tập ra trận giết địch chi pháp. Lão tướng quân đem hai người đưa đến một chỗ hang động thâm thúy, tối như mực một mảnh,
chính là nơi đây, theo Bất Hủ giáo giáo chúng bàn giao, hơn 1 vạn năm trước, đời thứ nhất giáo chủ nhận Bất Hủ tiên nhân tác động, phúc linh tâm trí, trong giấc mộng đến chỗ này, nhìn thấy 2 vị lão nhân đánh cờ, một vị tiên nhân là Bất Hủ tiên nhân, một vị khác tiên nhân là thượng cổ người vô danh. Đời thứ nhất giáo chủ bị cờ hấp dẫn, làm tổng thể kết thúc, 2 vị lão nhân và bàn cờ cùng nhau biến mất, đời thứ nhất giáo chủ từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình tại bất chi bất giác ở giữa đi tới trong núi, đi vào Bất Hủ cửa vào di tích chỗ. Nhưng theo chúng ta điều tra, trở lên trải qua cũng là vì cất cao Bất Hủ giáo lai lịch biên gia, cùng thực tế tình huống duy nhất tương đồng địa phương chính là nhân vật chính là đời thứ nhất giáo chủ. Thực tế tình huống là đời thứ nhất giáo chủ ở chỗ này, đốn trộm cây rừng đi buôn bán, sau bị triều đình phát hiện, nhốt hắn 50 năm, sau khi ra tù hắn xem phạm tội trải qua, tổng kết kinh nghiệm, tích cực cải tiến. Sau đó hắn đặc địa học tập chủng thụ quyết, một bên trồng cây một bên nhổ cây, rất nhanh liền đem chủng thụ quyết tu luyện tới đại thành. Khi hắn rút ra trong đó một gốc cổ thụ thời điểm, phát hiện dưới cây cổ thụ lại có một chỗ thâm bất khả trắc hang động, hắn rất là ngạc nhiên, liền mua một phần thân người ngoài ý muốn hiểm, tiến về hang động thám hiểm. Sau đó hắn phát hiện Bất Hủ di tích, biết được Bất Hủ tiên nhân tồn tại, đạt được mấy món tiên bảo, hắn được gợi ý lớn, cảm thấy làm tà giáo kiếm linh thạch tốc độ so đốn cây nhanh. Cái này tại hình pháp trên cũng có thể hiện, cái trước là tử hình, cái sau là tù có thời hạn. Tại kiến lập Bất Hủ giáo thời điểm, đồng dạng khó khăn trùng điệp, tài chính không đủ, nhân thủ không đủ vân vân. Tài chính không đủ liền đi cho vay, nhân thủ không đủ liền đi trong đại lao tìm đồng hành, đời thứ nhất giáo chủ khắc phục trùng điệp khó khăn, rốt cục thành lập Bất Hủ giáo. Cặn kẽ như vậy trải qua các ngươi là thế nào điều tra ra được? Lục Dương cảm thấy đời thứ nhất giáo chủ trải qua quả nhiên là phong phú, đều đủ viết một quyển sách. Triều đình lợi hại, có thể điều tra cặn kẽ như vậy. Điều tra những này cũng không khó, dù sao hắn viết một bản hồi ký. Lão tướng quân từ trong ngực móc ra một quyển sách, chính là bản này, ta gần nhất đem cái này làm tiểu thuyết nhìn, rất thú vị. Lục Dương, ngươi còn cảm thấy mình công thành danh toại đúng không? Lão tướng quân nói bổ sung, về sau đời thứ hai giáo chủ mưu quyền soán vị, đem đời thứ nhất giáo chủ xử lý, mạo hiểm lĩnh đời thứ nhất giáo chủ bảo hiểm bồi thường tiền. Chương 279, phá vỡ lịch sử suy đoán. Lão tướng quân chức trách là thủ hộ Bất Hủ di tích, không cho ngoại nhân tiến vào. Tiến vào Bất Hủ di tích chỉ có đại sư tỷ cùng Lục Dương thể nội tiên quỷ. Tiến vào Bất Hủ di tích, Lục Dương cũng không cảm thấy lạ lẫm. Bất Hủ giáo Diên Giang Đà liền có một chỗ bí cảnh, nơi đó là hoàn toàn dựa theo Bất Hủ di tích kiến tạo, vì chính là gia tăng lòng cảm mến cùng đối Bất Hủ tiên nhân tín nhiệm. Lơ lửng giữa không trung bình đài, trên bình đài những cái kia cổ lão công trình kiến trúc, hết thảy đều rất quen thuộc. Công trình kiến trúc tại Tuế Nguyệt tẩy lễ hạ đổ sụp, khó mà tưởng tượng ra còn chưa đổ sụp lúc bộ dáng. Đại sư tỷ vỗ tay phát ra tiếng, đổ sụp kiến trúc lơ lửng, lẫn nhau ghép lại, hình thành dáng vẻ vốn có, tựa như thời gian đảo lưu. Cùng đương thời lối kiến trúc khác biệt, nhưng những kiến trúc này tuyệt đối cùng cổ lão hai chữ kéo không lên quan hệ. Đương đại kiến trúc là từ đại càn thời đại bắt đầu, trải qua 30 vạn năm diễn biến, theo thời đại biến hóa mà biến hóa. Thời kỳ thượng cổ đâu chỉ trải qua 30 vạn năm, thượng cổ thời kỳ cuối, nghệ thuật, tiếng nói các loại đều 10 phần phát đạt, không thể so với hiện tại chênh lệch, cùng hiện tại khác nhau gần như chỉ ở tại phong cách bên trên. Kiến trúc chủ thể khí thế rộng rãi, lầu các xen vào nhau tinh tế, liền trên cửa chính đều khảm nạm lấy hoàng ngọc, bích ngọc cùng xích kim, tản ra một cỗ to lớn khí tức. Tiền bối nhận biết những kiến trúc này sao? Vân Chi hỏi. Tại di tích bên trong liền 3 người bọn họ, Bất Hủ tiên tử cũng không cần che lấp hành tung của mình, từ tinh thần không gian ra. Nàng cẩn thận chu đáo lấy những kiến trúc này, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết những kiến trúc này, mặc dù ta đối lối kiến trúc không hiểu, nhưng ta luôn cảm thấy cái này không giống như là chúng ta thời đại kia kiến trúc. Vân Chi hiếm thấy lộ ra kinh ngạc biểu lộ, theo Đại Hạ Vương Triều giám định, chỗ này di tích tồn tại thời gian là 30 vạn năm đến 40 vạn năm trước, tại thời gian giám định bên trên, Đại Hạ Vương Triều chưa hề sai lầm. Mà lại nơi này công trình kiến trúc phong cách, bố cục, đều không phù hợp đại càn sơ kỳ tình huống. Học thuật giới phổ biến hình thành một loại nhận biết, theo thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần, huy hoàng thượng cổ thời đại cho một mồi lửa, cùng này cùng một chỗ biến mất còn có vô số tài phú. Cho nên Đại Càn Vương Triều vừa mới thành lập lúc khởi xướng tiết kiệm chi phong, giảm thuế, nhìn lại Bất Hủ di tích kiến trúc, tính không lên xa hoa lãng phí, nhưng cũng cùng tiết kiệm không hợp. Những này cũng không phải là Vân Chi nói, mà là triều đình tổ chức lão học giả nhóm ở chỗ này dò xét một phen, đưa cho hạ đế báo cáo phía trên viết như vậy. Vậy ta liền không biết rõ. Bất Hủ tiên tử nói thực ra nói, nàng không am hiểu suy nghĩ phương diện này vấn đề. Lục Dương từ đầu đến cuối không nói một lời, không nghĩ tới từ thăm dò di tích bắt đầu liền gặp phải khó khăn, liền di tích vị trí loại năm nào thay mặt đều không có định ra tới.
Càng đi về phía trước, chính là lục dương quen thuộc bích họa. Bích họa bên trên, phân biệt không ra nam nữ, giang hai cánh tay bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân trong ngực có vô số tinh cầu, mỗi khỏa tinh cầu bên trên quỳ một cái tiểu nhân. Tiểu nhân giơ cao cống phẩm, hiến cho bất hủ tiên nhân. Tưởng tượng 4 tháng trước, Diên Giang quận sở đà chủ mang theo Lục Dương 3 người tiến vào bí cảnh, tại bích họa trước giới thiệu bất hủ tiên nhân lai lịch, để Lục Dương 3 người biết được thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh cầu tân bí. Cảnh con người mất a, Lục Dương cảm khái, vừa mới qua đi bao lâu, sở đà chủ tốt bao nhiêu một người. Nói không có liền không có, hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, không người trừng phạt. Bích họa phía bên phải, là một đoạn lớn Lục Dương xem không hiểu văn tự. Đây là thượng cổ thời đại văn tự. Vân Chi gật đầu, cho Lục Dương đơn giản phiên dịch một cái, đại khái ý tứ nói đúng là thời kỳ thượng cổ bất hủ tiên nhân che chở nhân tộc, bất hủ tiên nhân đối kháng thượng cổ người vô danh, kiệt lực mà chết, nhưng chỉ cần đọc lên bất hủ tiên nhân danh tự, liền có thể phục sinh. Hiện tại đã có thể xác định quãng lịch sử này là lập, bất luận là bất hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu, vẫn là bất hủ tiên nhân Bố Yếu Kiểm, đều không có làm qua cái này sự tình. Bất hủ tiên tử tại thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần trước liền đã vẫn lạc. Bất hủ tiên nhân thì là vừa đản sinh mấy tháng. Cho nên đây thật ra là thượng cổ thời đại di tích. Lục Dương nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Vân Chi lắc đầu, nếu là lúc trước, ta sẽ như vậy nghĩ, nhưng trải qua tiền bối nói như vậy, ta liền cảm giác bích họa trên văn tự có thể là người giật dây cố ý lưu lại, dùng cái này lừa dối chúng ta. Vân Chi xoay đầu lại hỏi bất hủ tiên tử, tiền bối, ta vừa rồi phiên dịch đại bộ phận văn tự, bây giờ thời đại, mọi người cũng không thể hoàn toàn phiên dịch thượng cổ tiếng nói. Tỷ như câu này lạc khoản, triều đình phái tới học giả, cùng ta, đều không cách nào phiên dịch. Bất hủ tiên tử nhìn xem câu này lạc khoản, nhíu mày trầm mặc, nàng đương nhiên có thể xem hiểu, nhưng câu nói này rất quái lạ, quái đến nàng cho là mình nhìn lầm. Nàng từng chữ nói ra thì thầm, bất hủ tiên nhân phù hộ, tân hỏa vương triều vĩnh thế trường tồn. Bất hủ tiên tử sau đó hỏi, tân hỏa vương triều là cái gì? Lục Dương cũng là kỳ quái, hắn chưa nghe nói qua còn có một cái vương triều gọi là tân hỏa. Từ về thời gian nhìn, thượng cổ thời đại kết thúc, Đại Càn Vương Triều từ phế tích bên trên thành lập, 10 vạn năm sau, Đại Ngu Vương Triều thay thế Đại Càn Vương Triều, lại qua 10 vạn năm, Đại Hạ Vương Triều thay thế Đại Ngu Vương Triều, cho đến hôm nay, căn bản không có Tân Hỏa Vương Triều vị trí. Tân Hỏa Vương Triều cũng không có khả năng tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, theo Bất Hủ Tiên Tử lời nói. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử cùng nhau nhìn về phía Vân Chi, hy vọng đạt được đáp án. Vân Chi nhíu mày, đối một màn này cũng là không hiểu. Ta cũng chưa từng nghe nói qua Tân Hỏa Vương Triều, chẳng lẽ nói thời kỳ thượng cổ có một cái Tân Hỏa Vương Triều. Lục Dương phủ định cái quan điểm này, không thể nào, tiên tử nói với ta, thời kỳ thượng cổ chỉ có bộ lạc, liền Vương Triều pháp luật khái niệm đều không có. Bất hủ tiên tử gật đầu. Lục Dương đưa ra một giả thiết, có khả năng hay không là tiên tử vẫn lạc sau xuất hiện Vương Triều khái niệm, thành lập Vương Triều. Vân Chi lắc đầu, tiền bối vẫn lạc về sau, thượng cổ người vô danh rất nhanh liền luyện hóa đại lục. Xóa đi tất cả biết được tiên tử tên thật người, hai cái này sự kiện thời gian chênh lệch sẽ không quá dài, điểm ấy thời gian không có khả năng thành lập một cái vương triều. Vân Chi ngụ ý chính là, bất hủ tiên tử vẫn lạc chính là thượng cổ thời đại kết thúc bắt đầu. Lục Dương dường như nghĩ tới điều gì, nhưng cái suy đoán này quá dọa người, đơn giản lật đổ thế nhân nhận biết. Đã loại bỏ hết thảy hoài nghi, như vậy chỉ còn lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, bích họa là phía sau màn hắc thủ gây nên. Hắn tạo ra một cái không tồn tại Tân Hỏa Vương Triều, nhiễu loạn chúng ta nghe nhìn. Khả năng thứ nhất vấn đề ở chỗ, tạo ra một cái không tồn tại Vương Triều, rất dễ dàng bị người nhìn thấu, tạo ra đi ra chưa ý nghĩa. Loại thứ hai khả năng, tại thời kỳ thượng cổ đến đại càn thời đại ở giữa, còn có một cái Vương Triều, tên là Tân Hỏa Vương Triều. Tân Hỏa Vương Triều mới là trong lịch sử cái thứ nhất Vương Triều, mà lại Tân Hỏa Vương Triều truyền thừa từ thượng cổ, sử dụng thượng cổ tiếng nói. Thu hoạch được thượng cổ tài phú, Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt, thượng cổ truyền thừa mới hoàn toàn đoạn tuyệt. Loại thứ hai khả năng vấn đề ở chỗ, vì cái gì không có người biết rõ Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, một cái Vương Triều đản sinh cùng hủy diệt, sẽ không có một chút xíu ghi chép. Chương 280, Tế tự bất hủ tiên tử. Nếu như loại thứ hai khả năng làm thật, như vậy rất khó tưởng tượng, một cái Vương Triều đản sinh cùng hủy diệt đều là sự kiện lớn, lúc có mực đậm nặng bút ghi chép. Nhưng hôm nay đừng nói ghi chép, liền danh tự đều không có để lại. Khai quốc hoàng đế là ai, vương triều tồn tại bao nhiêu năm, có bao nhiêu độ kiếp kỳ tu sĩ, vì sao loại vấn đề hủy diệt, vì cái gì không có một chút xíu ghi chép. Những này toàn diện không cách nào biết được. Mấu chốt nhất là một vấn đề cuối cùng, cái này có lẽ xóa đi bất hủ tiên tử tồn tại phương pháp có chỗ tương đồng. Tiên tử, tiên nhân vẫn lạc có cái gì thiên địa dị tượng sao? Bất hủ tiên tử bị vấn đề này hỏi ngây ngẩn cả người,
Trong lịch sử liền chưa từng xảy ra tiên nhân vẫn lạc sự tình, ai biết rõ có hay không dị tượng. À không đúng, ta chết qua. Ta cũng không biết rõ chết về sau chuyện gì phát sinh, đại khái là không có chứ. Bất Hủ tiên tử nói không chắc chắn lắm. Không có dị tượng. Vân Chi thấy Bất Hủ tiên tử trả lời vấn đề này, dẫn tới Lục Dương có chút kinh ngạc. Đại sư tỷ là thế nào biết đến? Lục Dương không có truy đến cùng vấn đề này, tiên nhân vẫn lạc không có dị tượng. Nói một cách khác, tiên nhân vẫn lạc cũng có thể là không có người biết được. Thượng cổ bốn tiên vì sao không có phục sinh Bất Hủ tiên tử? Là không muốn phục sinh, không thể phục sinh. Vẫn là căn bản không biết rõ Bất Hủ tiên tử đã vẫn lạc. Không đúng, coi như lúc ấy không biết rõ tiên tử vẫn lạc, dài đến 30 vạn năm thời gian, dù sao cũng nên biết rõ tiên tử xảy ra vấn đề, cần phục sinh. Đừng lại nghĩ cái vấn đề này. Vân Chi không có tại bích họa trước quá nhiều dừng lại, trực tiếp ly khai, Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử tranh thủ thời gian đuổi theo. Trong di tích duy nhất văn tự chính là bích họa trên những cái kia, đã hiện giai đoạn nghĩ không ra đáp án, vậy thì chờ tin tức sưu tập đủ nhiều về sau suy nghĩ tiếp. Vân Chi nhắc nhở Lục Dương không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, đem chính mình vây chết trong vấn đề này. Lục Dương rất nghe Vân Chi, gật đầu không suy nghĩ thêm nữa. Khu di tích này có 19 khối lơ lửng bình đài. Số lượng tuy nhiều, nhưng bố cục cơ bản giống nhau, đều là một chút công trình kiến trúc. Đại sư tỷ mở ra tay, tại lòng bàn tay bên trong tạo dựng ra khu di tích này mô hình. 18 khối lơ lửng bình đài hiện lên bảo vệ hình, vây quanh trong đó lớn nhất một khối lơ lửng bình đài. Bố cục quy luật, giống như là đang tiến hành một loại nào đó tế tự hoạt động. Lớn nhất một khối lơ lửng trên bình đài, lầu các lâm lập cũng hiện ra bảo vệ hình, che chở trung tâm nhất tế đàn, ba người muốn đi, chính là chỗ này tế đàn. Bất Hủ tiên tử càng xem loại này bố cục càng nhìn quen mắt, loại này tế tự phương thức, làm sao đuổi theo thời kỳ cổ tế tự ta đồng dạng, cùng tế tự tiên tử đồng dạng. Bất Hủ tiên tử gật đầu, lại nói ra một cái tiên nhân bí văn, đúng a, ta thành tiên về sau, ứng thiên tiên bọn hắn không phải cố gắng nhét cho ta một cái tinh cầu nha. Bọn hắn liền nói thành tiên, phải có tín đồ, dạng này thuận tiện hiển lộ rõ ràng tự thân vĩ lực cùng tiên nhân tôn nghiêm, ta nói tốt như vậy phiền phức, bọn hắn liền nói cái này đều không có gì đáng ngại, bọn hắn có thể giúp ta thiết kế một bộ tế tự quá trình. Chỗ này di tích tế tự phương thức cùng ứng thiên tiên, bọn hắn thiết kế không sai biệt lắm, bọn hắn nói 18 cái số này tại tu tiên bên trên có đặc thù ý đồ, 9 là cực hạn, 18 chính là song trọng cực hạn, là cực hạn bên trong cực hạn. Loại này tế tự phương thức ngụ ý ta thu được 18 loại gia trì, có thể khiến ta vĩnh thế trường tồn, không tăng không giảm, là tối cao quy cách tế tự, bốn người bọn họ đều không làm như vậy. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, tiên tử thật là lớn mặt bài, bốn vị tiên nhân xuất thủ, liền vì cho nàng thiết kế một bộ tế tự quá trình, còn giảng giải thiết kế lý niệm, thượng cổ bốn tiên trời sinh tính rộng rãi a, hoàn toàn không quan tâm Bất Hủ tiên tử cho bọn hắn khắp nơi quấy rối, có lẽ chỉ có dạng này tâm tính, mới có thể thành tiên. Lục Dương có rõ ràng cảm ngộ, nhưng lại cảm thấy chỗ nào không đúng kình. Một bên yên lặng nghe Bất Hủ tiên tử kể chuyện xưa, đại sư tỷ sắc mặt cổ quái, nói, nhưng căn cứ lão học giả nhóm đối bộ này tế tự phương thức nghiên cứu, kết hợp với thượng cổ ghi chép, cho rằng đây là thời kỳ thượng cổ một bộ ít được chú ý trận pháp, tên là Thập Bát Địa Ngục Chu Ma Trận. Lục Dương cảm thấy hết thảy đều giải thích thông. Bất Hủ tiên tử nghe xong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đơn đấu thượng cổ bốn tiên. Tốt gọi bọn hắn biết được ai mới là thượng cổ mạnh nhất tiên, ứng thiên tiên đám kia chó đồ vật, ta đợi bọn hắn không tệ, bọn hắn dám đối với ta như vậy. Ta cảm thấy đi, bọn hắn đối ngươi như vậy tính hàm dưỡng tốt. Đương nhiên, lời này chính là ở trong lòng nói một chút, Lục Dương là không dám thật ngay trước mặt Bất Hủ tiên tử nói, sợ bị đánh. Là, nhất định là bọn hắn thành tiên trước đó bị ta đánh số lần quá nhiều, lại nhìn ta thành tiên lúc kết xuất Bất Hủ đạo quả, ghen ghét tài hoa của ta, tìm cơ hội trả thù ta. Bất Hủ tiên tử rất nhanh liền từ tự thân tìm tới nguyên nhân, đem nguyên nhân đổ cho chính mình quá mạnh, ba người đến chính giữa tế đàn ở giữa nhất dựng nên lấy một tôn 100 mét cao to lớn tiên nhân pho tượng, chính là Lục Dương thấy qua phân biệt không ra nam nữ Bất Hủ tiên nhân tượng. Xem ra đây là Bất Hủ tiên nhân tượng đầu nguồn chi địa, đời thứ nhất giáo chủ nhìn thấy pho tượng này, mới thành lập Bất Hủ giáo. Tiên nhân dưới chân, trưng bày các loại khó gặp thiên tài địa bảo làm mỹ vị món ngon, bên trong kém nhất nguyên liệu nấu ăn đều là 5.000 năm linh chi. Đại khái là nguyên liệu nấu ăn phẩm chất quá cao nguyên nhân, như thế thời gian dài đi qua, cũng không có lông dài biến chất. Bất Hủ tiên tử lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, đối Bất Hủ giáo cách làm bất mãn hết sức, thật không giảng cứu, đem đồ ăn phóng tới bên chân. Đây là Bất Hủ giáo còn chưa hủy diệt lúc, tới đây lúc tế tự lưu lại. Bất Hủ di tích đối Bất Hủ giáo cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ 10 năm một lần cầu nguyện bên ngoài nhận đuổi giáo chủ, chúc phúc giáo chủ, đâm lưng giáo chủ các loại một hệ liệt sự kiện trọng đại. Đều phát sinh ở nơi này, tại Bất Hủ tiên nhân nhìn chăm chú tiến hành.
đi thôi dựa theo trình lên bản báo cáo pho tượng nội bộ có khác động thiên. Vân Chi dẫn đầu hai người vây quanh pho tượng đằng sau, pho tượng sau vậy mà cất giấu một cánh cửa, trước cửa lơ lửng thần bí ký hiệu, không ngừng chìm nổi, lay động, đem cánh cửa này phong ấn, không cách nào mở ra. Vân Chi cảm thụ một cái thần bí ký hiệu cường độ, cảm thấy có thể cưỡng ép mở ra, nhưng dạng này có khả năng hư hao bên trong đồ vật. Đời thứ nhất giáo chủ từ cánh cửa này phía sau phát hiện vài kiện tiên bảo, hắn trong lúc vô tình mở ra cánh cửa này, cầm đi trong đó mấy món, khi hắn muốn trở lại cầm cái khác tiên bảo thời điểm, cánh cửa này đã đóng lại. Hắn thử mấy lần, vẫn như cũ không cách nào mở ra cánh cửa, rơi vào đường cùng, đành phải cầm cái khác tiên bảo, ly khai di tích, thành lập bất hủ giáo. Đời thứ nhất giáo chủ thử cả một đời, đều không cách nào mở ra cánh cửa này, sau đó lịch đại giáo chủ đều muốn mở ra cánh cửa, lấy đi tiên bảo, cường mạnh bất hủ giáo cuối cùng đều là thất bại. Lão học giả nhóm cũng thúc thủ vô sách, nói đây là tiên nhân lưu lại phong ấn, chỉ có tiên nhân có thể mở ra. Tiên tử, người biết rõ cái ký hiệu này ý tứ, có thể mở ra cánh cửa này sao? Bất hủ tiên tử lộ ra nhớ lại chi sắc, này làm sao giống nhà ta cửa phòng bếp? Ngươi nhìn cái ký hiệu này, cũng là do ta viết, ý là phòng bếp trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Canh thứ hai tại 10 giờ rưỡi khoảng chừng.